Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 147 Hình tỷ, hai loại hương khí còn lại là gì? Ninh khiết hỏi. Tôn hình hình thở dài, nhẹ giọng đáp, là mùi của xương người sau khi bào chế, cũng chính là cái gọi là thấu cốt hương. Cái gì? Ninh khiết kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, hình tỷ, người nói cái gì? Trước kia, khi còn ở thần tiên đảo, trong lúc xem qua tài liệu về các loại hương liệu, ta đã nhìn thấy một ghi chép. Cảm xúc tôn hinh hình xa xút, trên sách có nói, có một tiểu quốc thời thượng cổ có một phương pháp luyện cốt đặc biệt chính là luyện xương cốt bên trong cơ thể của người sống. Cứ như vậy, xương cốt sẽ phát ra một mùi hương kỳ lạ, vạn năm cũng không tiêu tan. Ninh Khiết chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, không nghĩ đến trên thế giới này còn có sự việc khủng bố như vậy, khiến người ta không thể tưởng tượng được. A à, Ta nhớ rồi. Nữ tướng Bạch Bào cũng nhớ đến một chuyện, một năm trước, Vương phi và tiểu vương tử đột nhiên mất tích. Lúc đó còn có lời đồn bọn họ bị Quỷ Sơn Hắc Yêu bắt đi. Bây giờ xem ra, mặc dù còn chưa nói xong, nhưng ai cũng hiểu ý trong lời nói của nàng. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy hương Ba Quốc Vương chết còn chưa hết tội, tốt hơn hết là nên ném xuống 18 tầng địa ngục. Tuy nhiên, thấu cốt hương của ông ta vẫn là thành phẩm thất bại. Tôn Hinh Hinh lắc đầu, loại tà môn như thế vốn không nên tồn tại trên thế gian. Dư nhiệt vạn hỏa giáo và Hương Ba Quốc phương đều đã chết, nơi này không còn chuyện của Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết nữa. Hai người dùng lệnh phù ghi lại mọi chuyện phát sinh ở đây gửi về lại Thần Tiên Đảo. Cơ nữ Hoàng rất nhanh đã có lời đáp lại, gọi các nàng nhanh chóng trở về Thần Tiên Đảo. Bây giờ Hương Ba Quốc Vương của Hương Ba Quốc đã chết, trong nước không ai kế thừa được Hoàng Triều Cơ Thị đặt vào trong bản đồ, trở thành một châu quận mới. Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết ngồi xe ngựa chuẩn bị trở về Lam Kinh. Nữ tướng Bạch Bào Bạch Ngọc Hương cũng muốn quay về Nhật Nguyệt Tiên Môn, vì thế đã đi cùng với hai người Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết. Tiểu Tiên Giới, Bồng Lai Phúc Địa Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm vừa mới bước qua Kim Môn trên đỉnh núi tuyết, trong nháy mắt đã rơi xuống một hòn đảo. Phóng mắt nhìn lại, giữa không trung lơ lửng mấy trăm hòn đảo to to nhỏ nhỏ như thế này. Mỗi một hòn đảo đều sinh cơ giạt rào, hoa cỏ um tùm, cây cối che trời, nhìn có vẻ rất ư là bảo vệ môi trường. Nằm trên cao nhất là một số cung điện trang nghiêm, to lớn, phía dưới cùng nhất là biển xanh vô cùng vô tận. Đằng trước, cách đó không xa là một cổng trào, bên trên có bốn chữ vàng óng ánh, bồng lai phúc địa. Thì ra tiểu tiên giới chính là như vậy, rất đẹp. Bạch tiêm tiêm nhìn xung quanh, luận phong cảnh, nơi này có một cảm giác đẹp không sao tả xiết, ít nhất còn tốt hơn sương nguyệt đảo gấp trăm lần. Bình thường thôi, hạ thiên nhếch miệng, thật ra, thanh phong sơn cũng không thua kém bao nhiêu. Bạch tiêm tiêm ngẩn người, thanh phong sơn. Trước kia, ta và vợ thần tiên tỷ tỷ đã từng ở thanh phong sơn. Hạ thiên mỉm cười nói với bạch tiêm tiêm, ở đó rất đẹp, trời cũng rất vui. Khi nào rảnh, ta dẫn nàng đến đó. được. bạch tiêm tiêm cảm thấy rất hứng thú, lập tức gật đầu. bây giờ chúng ta đi đâu? người biết cửu tỷ tỷ ở đâu không? không biết. hạ thiên lắc đầu nhưng hắn cảm thấy việc này cũng chẳng có gì khó, chúng ta tìm người hỏi là được. bạch tiêm tiêm nhìn về phía xa, tiện tay chỉ về một hướng. chúng ta cũng chỉ có thể đi qua môn lâu kia thôi. hình như bên trong có người. muốn tìm người hỏi, đương nhiên phải tìm người có khả năng biết nhất. Hạ Thiên ngáp một cái, ánh mắt khóa chặt cung điện cao nhất, vợ tiêm tiêm, chúng ta đi thôi. Nói xong, Hạ Thiên ôm eo bạch tiêm tiêm, nhún người nhảy lên, bay đến cung điện giữa không trung. Khi hai người vừa lướt qua môn lâu, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một âm thanh như sấm sét, là ai tự tiện xông vào bồng lai phúc địa ta. Cùng lúc đó, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Hạ Thiên và bạch tiêm tiêm, tiếp theo, hai người khổng lồ giống như tòa tháp xuất hiện đằng sau cánh cửa chừng mắt nhìn hạ thiên và bạch tiêm tiêm hai người các ngươi là ai hạ thiên hơi khó chịu hỏi tả thiên tướng trấn môn bồng lai phúc địa thiên đao khách tướng quân bên trái cầm trường đao to không thua gì cánh cửa oang oang nói tướng quân bên phải cầm roi sắt dài trong tay quát lớn hữu thiên tướng trấn môn bồng lai phúc địa trường giản tương hai người này có vẻ giống cự linh thần quá bạch tiêm tiêm nhìn hai người một chút cũng không cảm giác được sự uy nghiêm ngược lại còn cảm thấy buồn cười không sai chúng ta chính là cự linh tộc thiên đao khách ngạo nghễ nói cự linh thần là tiên tổ của chúng ta bạch tiêm tiêm sửng sốt cự linh thần không phải là nhân vật bên trong tây du ký sao chẳng lẽ cũng có tồn tại bên ngoài làm càn trường giản tương cúi đầu xích lại gần bạch tiêm tiêm và hạ thiên nghiêm nghị quát cự linh tộc chính là linh tộc thời viễn cổ đã tồn tại từ thời điểm khai thiên phách địa ngươi lại dùng tiểu thuyết phụng về kia bình phán chúng ta ngươi thật sự đáng đánh ta quản ngươi là cự linh tộc hay là cự bất linh tộc hạ thiên khó chịu nói ngươi mau tránh ra đừng cản đường ta ta chẳng rảnh lãng phí thời gian ở đây với các ngươi thiên đao khách cười lạnh ánh mắt âm trầm nhìn trầm trầm hạ thiên chỉ là trọc tộc hạ giới chẳng những dám xông vào bồng lai phúc địa ta, mà còn mở lời kiêu ngạo, đúng là muốn chết. Ta hỏi các ngươi lần cuối, trường giản tương ngược lại lý trí hơn một chút, hỏi hạ thiên và bạch tiêm tiêm, người mau xưng tên ra. Còn nữa, vì sao các ngươi lại tự tiện xông vào bồng lai phúc địa? Các ngươi có ý định làm gì? Tự tiện xông vào, không phải đâu, bạch tiêm tiêm cũng không bị hù sợ. Bình tĩnh trả lời, chúng ta đi qua cửa tiểu tiên giới, sau đó đến nơi này. Thiên đao khách cao mày, bước vào từ cửa tiểu tiên giới, như vậy các ngươi chính là thí luyện giả lần này. Khoan đã, thí luyện giả không phải có 12 người sao? Tại sao chỉ có hai người các ngươi? Trường giản tương nghi hoặc hỏi. Bạch tiêm tiêm cũng cảm thấy kỳ lạ, thí luyện giả có cộng thêm nàng cũng chỉ có 9 người, tại sao lại có thêm ba danh ngạch? Thiên đao khách chừng mắt nhìn hạ thiên và bạch tiêm tiêm, cho dù là thí luyện giả cũng không thể tự tiên xông vào bồng lai phúc địa. Các ngươi nên đến đảo tiếp dẫn tận cùng phía Bắc, ở đó sẽ có tiếp dẫn sứ mang các ngươi đến khu vực thí luyện. Không sai, trường giản tương cũng nói các ngươi lập tức quay lại. Nếu không, chúng ta sẽ xử lý theo thiên điều. Ta chẳng phải thí luyện giả, cũng chẳng hứng thú tham gia thí luyện. Hạ thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng nói ta đến tìm người hai người các ngươi có biết cửu nha đầu ở đâu không thiên đao khách mơ hồ hỏi tìm người các ngươi muốn tìm người nào ở bồng lai phúc địa cửu nha đầu là ai trường giản tương nghi hoặc hỏi cửu nha đầu chính là cửu nha đầu nàng là vợ của ta hạ thiên thành thật nói nàng bị một nữ nhân ngớ ngẩn tên âm hậu dẫn đến tiểu tiên giới ta đến để cứu nàng cái gì âm hậu cái gì cửu nha đầu ta chưa từng nghe nói qua thiên đao khách vẫn mơ hồ, nhưng rất nhanh cũng lười suy nghĩ, mặc kệ người có lý do gì, tóm lại không được tự tiện xông vào bồng lai phúc địa. Nếu không, ta sẽ hạ lôi xử phạt. Mau cút đi, trường giản tương cũng không kiên nhẫn nữa, nghiêm túc quát. Nếu các ngươi không biết, ta cũng không nhiều lời với các ngươi nữa. Hạ thiên cũng chẳng muốn phản ứng hai người, ôm bạch tiêm tiêm tiếp tục bay qua cung điện khác. Thiên đao khách giận dữ, vùng trường đao trong tay chém về phía bạch tiêm tiêm và hạ thiên, ta bảo ngươi cút ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao. Một đao kia nhìn cồng cành chậm chạp, thật ra lại vừa nhanh vừa mạnh, mang theo kình phong đoán chừng có thể thổi sập một cao ốc. Bốp, đáng tiếc, hạ thiên chỉ tùy ý đưa tay ra đã dễ dàng nắm lấy thanh trường đao giữa các ngón tay. Ta đang có việc gấp, tạm thời không rảnh để ý đến các ngươi. Hạ thiên khó chịu nói, nếu các ngươi còn cản ta nữa, các ngươi cũng đừng trách ta đánh các ngươi cuồng vọng trường giản tương cũng nổi giận vung mạnh chiếc roi về phía hạ thiên tiếng gió gào thét lao đến đơn giản như muốn đâm rách màng nhĩ người ta đây là các ngươi tự tìm cũng đừng trách ta tính tình hạ thiên vốn không được tốt lắm thân hình lóe lên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt trường giản tương bóp quyền đánh qua ha 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 nắm đấm nho nhỏ này của các ngươi có thể làm được gì Trường giản tương bỗng nhiên phá lên cười, vô cùng khinh thường, cho dù để ngươi đánh chúng, chẳng qua cũng chỉ giống như bị mũi chích mà thôi, phốc. Lời còn chưa nói hết, hắn ta đã bị nắm đấm hạ thiên cắt ngang, há miệng phun ra một cái răng cửa lớn, cơ thể giống như cột điện bay hơn mấy trăm mét. Thật can đảm, dám tập kích chấn môn thiên tướng, chết đi cho bổn tướng. Thiên đao khách nhìn thấy như vậy, chừng muốn rách mi mắt, một lần nữa phung trường đao. Lần này, hắn ta không dám khinh thường hạ thiên nữa mà dùng công phu thật, mũi đao nổi lên từng tia lôi đình nổ đôm đốp. Đao còn chưa đến, phong lôi đã đập vào mặt, trong chốc lát thiên địa như bị đè ép xuống. Luồng uy áp này khiến người ta vô cùng sợ hãi. Không may, đối thủ của bọn họ chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên xưa nay không bị mấy thủ đoạn lè lẹt này hù dọa. Mặc kệ ngươi là lôi điện thật hay là lôi điện giả, tất cả đều vô dụng đối với hắn bởi vì tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả lôi điện rất nhiều người coi tốc độ tia chớp chính là tốc độ ánh sáng nhưng thật ra không đúng tia chớp chỉ là một hiện tượng phóng điện nói trắng ra tốc độ tia chớp thật ra là tốc độ vận động điện tử còn kém xa so với tốc độ ánh sáng bây giờ hạ thiên biết rất nhiều phương pháp ví dụ như chỉ xích thiên nhai xúc địa thành thốn phiêu miếu bộ đây đều là thân pháp tu tiên giả có thể tu luyện Mặc dù thua kém tốc độ ánh sáng nhưng vượt qua tia chớp lại không thành vấn đề. Nhưng khi đối mặt với một đao của thiên đao khách, Hạ Thiên không tiếp tục dùng nắm đấm đón lấy nữa mà dùng chính châm ngoại châm hắn đã ngộ ra. Hạ Thiên khoát tay, giữa ngón tay lộ ra một ngân châm, vận khởi băng hỏa linh khí nhẹ nhàng điểm một cái vào trường đao bổ tới. Bốp! Giữa không chung, một tiếng vang nhỏ vang lên, rất nhiều linh khí giống như trăm sông đổ về một biển, tập trung vào một nơi cách ngân châm một tấc. Bao gồm những tia sấm sét nổi lên bên trên trường đao thiên đao khách không tự chủ được bị ngân châm hạ thiên hút đi, thậm chí càng lúc càng lớn. Thích chơi lôi đúng không? Vậy các người cứ chậm rãi chơi đi. Hạ thiên mỉm cười, ngân châm khẽ động, điều khiển đám mây linh khí bao phủ hai cự nhân môn tướng. Hai cự nhân môn tướng bị đám mây linh khí bao phủ, bị lôi đình cuồn cuộn đánh cho trong cháy ngoài mềm khi hai vị tướng canh cổng xảy ra chuyện căn phòng đằng sau động nhiên phóng ra một luồng hồng quang trực chỉ vân tiêu đồng thời còn phát ra âm thanh chói tai ngay sau đó toàn bộ bồng lai phúc địa giống như mãnh thú bị đánh thức từ hòn đảo thấp nhất đến cung điện cao nhất đều có phản ứng bạch tiêm tiêm có chút ngoài ý muốn cái này giống phòng không cảnh báo thế hạ thiên ngạc nhiên nhìn bạch tiêm tiêm hỏi vợ tiêm tiêm không phải nàng lớn lên trên sương nguyệt đảo sao tại sao nàng lại biết phòng không cảnh báo mặc dù xương nguyệt đảo ở hải ngoại nhưng cũng không phải hoang đảo thế ngoại bạch tiêm tiêm mỉm cười giải thích chúng ta vẫn biết một số thứ căn bản thỉnh thoảng chúng ta cũng đến trạm canh gác trên đảo chơi một chút ở đó có mạng ừm hạ thiên nhớ lại trạm canh gác trên đảo nhẹ gật đầu thiên ca ca bây giờ chúng ta làm sao bây giờ bạch tiêm tiêm nhìn một số hòn đảo lơ lửng trước mặt rất nhiều người từ lòng đất vọt lên, tay cầm binh khí, tư thái giản sẵn trận địa đón quân địch. Hạ Thiên hoàn toàn không để chuyện trước mắt, hờ hững nói, vợ tiêm tiêm, không cần để ý đám ngu ngốc này, chúng ta tiếp tục tìm người hỏi nơi ở của cửu nha đầu. Hạ Thiên đã nói như vậy, bạch tiêm tiêm cũng không để ý những người kia nữa. Hai người tiếp tục bay về phía chỗ cao nhất. Tuy nhiên, bọn họ lựa chọn không nhìn đối phương, nhưng đối phương lại không có khả năng để mặc hai người phóng lên cung điện trên đỉnh hai người các ngươi mau dừng lại nếu không đừng trách bổn tỏa không khách sáo nửa đường một nam tử trung niên mặc áo bào trắng rất uy nghiêm quát lớn với hạ thiên và bạch tiêm tiêm hạ thiên cũng không để ý vẫn tiếp tục bay về phía cung điện với bạch tiêm tiêm ta bảo các ngươi dừng lại các ngươi không nghe thấy sao nam tử bạch bào không khỏi giận dữ tay cầm trường kiếm phóng lên tận trời, ngăn trước người Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm. Hạ Thiên khó chịu nói, chó ngoan không cản đường, mau tránh ra, nếu không, ta đánh ngươi. Làm càn, ánh mắt nam tử Bạch Bào lạnh lại, quát lớn, nơi này là bồng lai phúc địa, không phải là nơi các ngươi có thể làm loạn. Ta không có làm loạn, Hạ Thiên nhếch miệng, ta chỉ muốn tìm ngươi hỏi một số chuyện. Nếu như ngươi biết, thật ra hỏi ngươi cũng được, người biết cửu nha đầu ở đâu không cửu nha đầu nam tử bạch bào cau mày cũng không trả lời nhìn hạ thiên từ trên xuống dưới ngươi là ai ngươi có tư cách gì tra hỏi bổn tỏa ta là người như thế nào ngươi không có tư cách để biết hạ thiên nhếch miệng ngươi chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của ta là được rồi nam tử bạch bào hừ lạnh một tiếng thái độ khinh thường chỉ vào hạ thiên bổn tỏa là lục trưởng lão bạch tiên quân bồng lai phúc địa các ngươi từ tiện xông vào bồng lai thì không nói, còn đả thương hai vị thủ vệ tướng. nếu các ngươi không giải thích cho rõ ràng, các ngươi đừng hòng rời đi. suốt cuộc ngươi có biết cửu nha đầu ở đâu không? hạ thiên không kiên nhẫn nói, biết thì nói, không biết thì biến. nếu còn nói nhảm nữa, ta đánh ngươi đấy. ta thấy hai người các ngươi chính là yêu ta, muốn gây bất lợi cho bồng lai. lông mày nam tử bạch bào cao lại, tay đột nhiên chộp vào hư không một cái chỉ thấy từng trận quang hoa lưu chuyển, một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta, nếu đã như vậy, đừng trách bổn vạ không khách sáo. Tiếp theo, ông ta quát với một đám người bồng lai bên dưới, đệ tử bồng lai nghe lệnh, bày trận ninh địch. Rất nhiều đệ tử bồng lai trên đảo nhanh chóng bày trận, vô số trường kiếm nhắm ngay Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm giữa không chung. Đúng là phiền phức, Hạ Thiên không khỏi thở dài, các người nói nhẹ thì không chịu nghe nhất định phải bị đánh một trận mới hiểu được tiếng người đúng không? Ta nói lần cuối, các ngươi tốt nhất nên thúc thủ chịu trói. Nam tử bạch bào dung thanh trường kiếm quang hoa như nước trong lòng bàn tay, lạnh giọng nói, nếu các ngươi can đảm phản kháng, các ngươi cũng đừng trách ta giết các ngươi ngay tại chỗ. Bạch tiêm tiêm nói, thiên ca ca, để ta. Không cần, hạ thiên mỉm cười, vợ tiêm tiêm, nàng cứ ở bên cạnh mà nhìn. Mấy loại ngớ ngẩn này, ta tiện tay cũng có thể xử lý. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nam tử bạch bào nghe xong, trong lòng cười lạnh không thôi, nhấc kiếm đâm tới hạ thiên. Quang hoa như sóng lớn phiêu đãng không ngừng trên thân kiếm, nhưng mũi kiếm lại thẳng tắp như điện, không chút trở ngại nào. Hạ thiên đứng im không động đậy, mặc cho mũi kiếm đâm vào ngực hắn, sau đó dễ như trở bàn tay xuyên ra sau lưng. Ồ, cũng chẳng có gì hơn. Nam tử bạch bào có chút thất vọng lắc đầu, thở dài nói, chỉ có một chút bản lãnh này mà cũng dám xông vào phúc địa bồng lai ta. Quả thật muốn chết. Hạ thiên lười biếng đáp lại, nghe thì có vẻ như vậy, nhưng bản lãnh của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Sao, nam tử bạch bào sửng sốt, đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào, hạ thiên đã xuất hiện sau lưng ông ta. Người mà ông ta đâm chúng đã biến thành một luồng không khí, không thể nào có cái gì mà không thể chứ? Hạ thiên nhếch miệng, giữa ngón tay sáng lên một luồng ngân quang, lập tức chui vào trong cổ nam tử bạch bào, bây giờ ngươi có thể đàng hoàng trả lời vấn đề của ta hay chưa? Nam tử bạch bào đang định rút kiếm về, kết quả cơ thể không khỏi đứng nghiêm lại, vô cùng cung kính đáp được. Vừa trả lời xong, nam tử bạch bào đột nhiên tỉnh lại, nổi giận không thôi, ngươi đã làm gì bổn tỏa. Cũng chẳng có gì, ta chỉ châm cho ngươi một châm mà thôi hạ thiên mỉm cười đáp được rồi ta cũng không có thời gian nói nhảm với các ngươi nói thẳng đi ngươi có biết cửu nha đầu ở đâu không ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bổn tọa nam tử bạch bào cảm thấy bị mạo phạm cười lạnh nói làm sao bổn tọa có thể nói cho ta không biết cửu nha đầu nhưng bồng lai vương chúng ta lại có một vị cửu công chúa không biết ngươi hỏi có phải nàng ấy hay không cửu công chúa hạ thiên cau mày khi còn ở đỉnh núi tuyết, hắn dường như cũng nghe ngôn tử Mặc đề cập đến Cửu công chúa, chẳng lẽ thân phận thật sự của Cửu nha đầu là công chúa? Bạch Tiêm Tiêm nghe Hạ Thiên lẩm bẩm, lập tức lên tiếng, điều này cũng rất khó nói. Khi Cửu tỷ tỷ được đưa đến Sương Nguyệt đảo, tỷ ấy vẫn còn rất nhỏ. Ngoại trừ âm hậu, đoán chừng không ai biết thân phận ban đầu của Cửu tỷ tỷ là gì. Thế bây giờ Cửu công chúa đang ở đâu? Hạ Thiên cũng lười suy nghĩ rốt cuộc có phải cùng một người hay không, chỉ cần gặp một lần chẳng phải sẽ biết hay sao. Nam tử bạch bào hư lạnh, quả quyết từ chối, bổn tọa tuyệt đối không nói cho người biết, nàng ấy đang ở trên đỉnh Bích Du Cung, hôm nay chính là ngày cửu công chúa đính hôn. Cửu nha đầu là vợ của ta, tại sao có thể đính hôn cùng người khác? Hạ Thiên cảm thấy khó chịu, một quyền đánh bay nam tử bạch bào, sau đó ôm bạch tiêm tiêm sông lên cung điện cao nhất tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi cả chục lần. Cùng lúc đó, Bích Du Cung đang cử hành nghi thức đính hôn. Trong đại sảnh, tân khách ngồi đầy, âm thanh ồn ào, náo nhiệt không thôi. Chờ Tân Lang Tân Nương xuất hiện. Audio điện tử võ tấn bền. Bên trong một thiên phòng, một nữ tử tuyệt mỹ mặt che mạc, mặc hoa phục thịnh trang ngồi ngay ngắn trước gương, mặc cho hai nha hoàn trang điểm cho mình. Cửu công chúa ngài nhất định phải đính hôn cùng người kia sao? Một tiểu nha đầu do dự hỏi. Nữ tử tuyệt mỹ thản nhiên nói, không đồng ý thì như thế nào? Ta có thể làm chủ được sao? Nhưng không phải ngài đã có người thương rồi sao? Tiểu nha đầu kia vẫn còn ngây thơ, trong lòng nhận định tình yêu là trí cao vô thượng, nếu không, ngài đào hôn đi. Tốt nhất là mang nô tỳ đi theo. Như vậy, hai chủ tớ chúng ta có thể nhìn xem thế giới bên ngoài. Ha ha, Người nghĩ ngây thơ quá rồi. Nữ tử tuyệt mỹ lắc đầu, cho dù thoát khỏi bồng lai, ta cũng không thoát khỏi tiểu tiên giới. Hơn nữa, người đính hôn là ta, người gấp cái gì? Tiểu nha đầu vẫn còn có chút không cam lòng, nô tỳ không muốn nhìn thấy cửu công chúa không vui. Khi ngài vừa trở về, ngài đã vui biết bao nhiêu. Nữ tử tuyệt mỹ cũng thở dài theo, đúng là như vậy. Nếu sớm biết như thế, Ta đã sống hết quãng đời còn lại của mình bên ngoài, tội gì phải trở về chứ? Cửu công chúa, chẳng lẽ nam nhân kia không đến cứu ngài? Tiểu nha đầu vừa giúp Cửu công chúa kiểm tra lại mọi thứ vừa nói, chẳng lẽ hắn không yêu ngài sao? Cứ như vậy mà để mặc ngài đính hôn với nam nhân khác. Không phải đâu, nữ tử tuyệt mỹ vừa nghĩ đến người nào đó, ánh mắt cuối cùng cũng hiện lên chút vui vẻ nếu hắn biết làm cách nào để đến, hắn nhất định sẽ đến nhưng hiện thực không phải chuyện cổ tích, không có khả năng trùng hợp như thế. Ta đã kéo dài một khoảng thời gian, nhẫn nại của phụ vương cũng đã đạt đến cực hạn. Không còn cách nào nữa sao? Tiểu nha đầu chép miệng, giống như sắp khóc đến nơi. Người kích động như vậy làm gì? Ta còn chưa khóc mà. Cửu công chúa mỉm cười nhìn tiểu nha đầu, đưa tay giúp nàng lau nước mắt. Trong lúc nàng đang định nói điều gì, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta thô bạo đẩy ra chỉ thấy một nam tử mặc hoa phục giữ tợn cùng với một đám tôi tớ vọt vào, miệng quát lớn tiểu cửu cửu, tướng công của nàng đến thăm nàng đây. Nơi này là khuê phòng của cửu công chúa, tại sao ngươi có thể tự tiện xông vào? Tiểu nha đầu tức không chịu nổi, tiến lên đẩy gã nam tử kia ra, hơn nữa, trước khi nghi thức đính hôn còn chưa hoàn thành, ngươi không thể gặp công chúa, ngươi mau ra ngoài đi. Bốp, nam tử hoa phục tát tiểu nha đầu một bà tai, cút sang một bên. Ngươi là cái thá gì mà dám cản đường bổn công tử? Ngươi làm gì thế? Cửu công chúa tiến lên đỡ tiểu nha đầu dậy. Trừng mắt nhìn nam tử mặc hoa phục. Họ nhạc kia, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ha ha, ngươi làm bộ ngây thơ cái gì? Nam tử mặc hoa phục khinh thường nói. Ngươi tưởng ngươi là công chúa băng thanh ngọc khiết à? Mẹ nó, đề tiện, không biết có bao nhiêu nam nhân xài ngươi dưới hạ giới rồi. Bồn công tử cưới ngươi đó chính là phúc phận tu luyện tám đời của ngươi. Cửu công chúa không chút khách khí đáp lại, ta nói một lần cuối, ngươi cút ra ngoài cho ta. Nếu không, ta giết ngươi. Một tông, hai viện ba môn bốn phái năm động thiên sáu phúc địa, thứ hạng bồng lai phúc địa các ngươi đếm ngược lại. Còn bồn công tử lại là thiếu trưởng môn cửu sơn kiếm môn đứng thứ ba. Nam tử mặc hoa phục không hề có ý định ra ngoài, chỉ tay vào cửu công chúa, người tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời bằng không, người cũng đừng mong sống sót ở tiên giới. Dám đánh chủ ý vào cửu nha đầu, người mới không sống nổi đấy. Lúc này, một âm thanh lười biếng bỗng nhiên vang lên, giọng nói tràn đầy sự khó chịu. Hai người các ngươi là ai? Nam tử mặc hoa phục giật mình, lúc này mới phát hiện trong phòng có thêm một nam một nữ, giận không kềm được chừng mắt nhìn cửu công chúa, người quả nhiên có dã nam nhân. Cửu công chúa cũng có chút ngoài ý muốn nhìn hai người bỗng nhiên xuất hiện, nhưng gương mặt chỉ toàn là sự mơ hồ, bởi vì nàng nhận ra nàng không quen bọn họ. Hai người kia tất nhiên là Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm. Sau khi bọn họ đánh bại trưởng lão, hai người đã thẳng đến Bích Du cung. Kết quả cả hai nhìn thấy đại sảnh đang diễn ra nghi thức đính hôn. Hạ Thiên không nhịn được, quyết định tìm cửu nha đầu đánh cho nàng một trận, kết quả lại bắt gặp cảnh tượng này thiên ca ca, nàng ấy hình như không phải cửu tỷ tỷ. Bạch tiêm tiêm nhẹ giọng nói với hạ thiên. Ừm, um, đúng là không phải cửu nha đầu. Hạ thiên nhìn chằm chằm cửu công chúa, có chút thất vọng, đã như vậy, các người tiếp tục đi. Nói xong, hắn quay lại nói với bạch tiêm tiêm, đi thôi, vợ tiêm tiêm, chúng ta đến nơi khác tìm. Đứng lại, gã nam tử mặc hoa phục tức đến muốn bể phổi, chỉ tay vào hạ thiên mà mắng, suốt cuộc ngươi là ai người có quan hệ gì với nàng ta người phải nói cho rõ ràng người có phải là dã nam nhân mà nàng ta tìm ở hạ giới không ta chẳng biết nàng ta cũng chẳng có quan hệ gì với nàng ta hạ thiên ngáp một cái ta vốn cho rằng nàng ta là cửu nha đầu kết quả không phải mặc dù dáng dấp nàng ta không tệ nhưng còn kém xa cửu nha đầu các ngươi cứ từ từ tiếp tục ta không có thời gian phụng bồi bớt giả ngu cho ta đi Gã nam tử mặc hoa phục hừ lệnh một tiếng, toàn bộ tiên giới, người có thể được gọi là cửu nha đầu cũng chỉ có nàng ta. Người chính là dã nam nhân mà nàng ta đã giao du dưới hạ giới. Hạ thiên hơi khó chịu, phẩm vị của ta còn chưa đến mức kém như thế. Người thích thì người cứ giữ lại, ân oán giữa các ngươi liên quan gì đến ta. Nếu ngươi còn mắng ta một câu dã nam nhân nữa, ngươi có tin ta đánh ngươi hay không? Nói, hắn có phải là dã nam nhân của ngươi không? Gã nam tử mặc hoa phục bỗng nhiên rút thanh bội kiếm của thị bộc bên cạnh, chỉ vào cửu công chúa, nếu ngươi không nói, ta giết chết ngươi ngay bây giờ. Cửu công chúa quả quyết lắc đầu, không phải, ta hoàn toàn không biết hắn. Ngươi nói không phải thì không phải sao? Gã nam tử mặc hoa phục tức giận giống lên, tốt, đến bây giờ mà ngươi còn bảo vệ cho dã nam nhân kia nữa. Ngươi đi chết đi. Sứt lời, gã nam tử mặc hoa phục huy kiếm chém về phía cổ cửu công chúa. Đang, một tiếng vang giòn, bạch tiêm tiêm đã đưa tay chặn một kiếm này lại. Ngươi còn nói bọn họ không có quan hệ gì với ngươi. Gã nam tử mặc hoa phục lại càng nổi điên, chỉ vào cửu công chúa, hỏa cửu linh, bây giờ ngươi còn gì có thể nói nữa không? Bạch tiêm tiêm lạnh lùng nói, chúng ta và vị tỷ tỷ này đích thật không có quen biết. Vậy tại sao ngươi lại cản bổn công tử? gã nam tử mặc hoa phục cười nhạo bạch tiêm tiêm thản nhiên đáp mặc kệ chúng ta có biết vị tỷ tỷ này hay không ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi giết nàng ấy cửu công chúa thở dài nói với bạch tiêm tiêm vị muội muội này đa tạ ngươi đã cứu ta nhưng các ngươi nên đi nhanh đi hắn ta muốn giết ta thì cứ để cho hắn ta giết ta cũng chẳng có lời nào oán giận bạch tiêm tiêm khuyên nhủ vị tỷ tỷ này trên thế giới này không có việc gì mà không thể giải quyết ngươi hoàn toàn không cần phải tìm chết các ngươi không hiểu đâu cửu công chúa lắc đầu cười khổ nói để hắn ta giết ta có lẽ là biện pháp tốt nhất hạ thiên đích thật không có tâm trạng để ý đến mấy chuyện này hắn nói ngươi muốn chết ta mặc kệ về sau ngươi nên đổi tên dùm cái tốt nhất đừng mang chữ cửu cửu công chúa không khỏi sửng sốt cảm thấy lời này của hạ thiên thật sự vô lý nàng vô thức hỏi một câu vì sao tốt 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 gã nam tử mặc hoa phục nhìn thấy phẫn nộ chỉ tay vào Hạ Thiên và cửu công chúa các ngươi lại còn dám liếc mắt đưa tình trước mặt ta hôm nay ta sẽ giết chết đôi cẩu nam nữ các ngươi người phiền quá đi cút sang một bên Hạ Thiên tiện tay một cái đánh bay gã nam tử mặc hoa phục ra ngoài thiếu trưởng môn nhạc công tử thị bộc gã nam tử mặc hoa phục mang theo cả kinh một lát sau mới la hét đuổi theo Người đánh hắn ta sao? Lần này xong rồi, cửu công chúa kinh ngạc không thôi, bối rối nói các người đi mau đi. Bằng không, các người sẽ mất mạng đấy. Người kia là ai? Bạch tiêm tiêm thuận miệng hỏi, địa vị của hắn ta rất lớn sao? Cửu công chúa hơi gấp lên, vừa thúc giục vừa giải thích, tóm lại, các ngươi nên đi nhanh một chút. Hắn ta là thiếu trưởng môn cửu sơn kiếm môn, tuy nói thứ hạng không cao nhưng địa vị lại cao hơn bồng lai phúc địa chúng ta không biết bao nhiêu lần. Người đã thương hắn ta, chỉ sợ bồng lai phúc địa sẽ gặp hoa lớn. Các ngươi mau đi đi. Bạch tiêm tiêm nói, nếu chúng ta đi, thì tỷ ngươi sẽ như thế nào? Ta không sao đâu, dù sao ta đã sớm không muốn sống. Cửu công chúa thở dài, hối hận nói, việc này không liên quan đến các ngươi, các ngươi đi nhanh một chút. Nếu còn chậm trễ, đoán chừng sẽ không còn kịp. Hạ Thiên nói, nếu chúng ta muốn đi, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào, chẳng ai giữ chúng ta được. Nhưng ta còn muốn tìm người để hỏi thăm cửu nha đầu đang ở đâu. Người đến càng nhiều càng tốt, người có địa vị càng cao, khả năng biết được càng nhiều. Cửu công chúa nghi hoặc hỏi, cửu nha đầu mà các người muốn tìm là ai? Hạ Thiên khó chịu nói, cửu nha đầu là vợ của ta, bị một nữ nhân xấu xa tên âm hậu dẫn đến tiểu tiên giới chúng ta đến tìm nàng người có manh mối gì không nếu có ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức này ta đúng là chưa từng nghe nói qua cửu nha đầu cửu công chúa cao mày suy nghĩ sau đó vẫn lắc đầu nhưng cái tên âm hậu lại rất quen hình như một tháng trước ta có nghe qua có một nữ nhân vô cùng lợi hại xuất hiện ở thiên thượng thiên ngay cả tông chủ thánh tông cũng không đánh lại nàng ta nàng ta tên âm hậu thì phải hạ thiên cao hứng hỏi tiếp thiên thượng thiên là chỗ nào ở đâu là tầng cao nhất của tiên giới nhưng các ngươi không lên trên đó được đâu cửu công chúa lắc đầu chậm rãi giải thích tiên giới tổng cộng có bảy trọng thiên mỗi một trọng thiên đều có một môn phái thiên tông trọng thiên cao nhất được gọi là thiên ngoại thiên bên trên là chủ tiên giới cũng chính là tiên đế tiên đế vì phân loại cấp bậc nên đã dùng trận pháp khổng lồ ngăn cách mỗi tầng. Nếu không có lệnh phù nhất trọng thiên ban thưởng, ai cũng không thể lên đó được. Điều này không quan trọng, Hạ Thiên khinh thường nói, ta chỉ cần biết nơi ở của âm hậu là được, trận pháp gì chứ, cứ trực tiếp đánh vỡ không được sao. Đánh vỡ, cửu công chúa không nhịn được cười khổ, có chút u rũ nói, không có khả năng. Đại trận của mỗi tầng đều do các vị đại năng phân thần kỳ dựa vào thiên tài địa bảo, pháp khí trí cao mà tạo ra. Trừ phi ngươi là bán tiên độ kiếp kỳ, bằng không, ngươi có liều mạng cũng không dung chuyển được đại trận. Hạ thiên mặc kệ, tùy ý nói, mặc kệ trận pháp này có bao nhiêu lợi hại, ta nói có thể đánh vỡ thì có thể đánh vỡ. Các ngươi cũng là từ hạ giới mà đến, cửu công chúa có lòng tốt thuyết phục, tiên giới và hạ giới không giống nhau, trong trận pháp có ý chí pháp tắc, cho dù ngươi có thực lực đánh vỡ trận pháp, ngươi cũng khó mà phòng được sự trách phạt của Nhất Trọng Thiên dành cho ngươi. Đây là thiên điều mà Thiên Đế đã đặt ra, người của Nhất Trọng Thiên có thể trực tiếp hạ xuống thiên phạt, tiến hành hủy diệt những thiên khác, ai cũng trốn không thoát. Không cần ngươi quan tâm điều này, Hạ Thiên vẫn lạnh nhạt như cũ, "Vợ Tiêm Tiêm, chúng ta đi thôi, đến thiên ngoại thiên xem nó là cái gì." bạch tiêm tiêm tất nhiên là nghe theo hạ thiên nhưng vẫn còn do dự nếu chúng ta đi có phải vị tỷ tỷ này nhất định phải chết hay không hạ thiên nói nếu nàng ta không muốn chết nàng ta hoàn toàn có thể chạy ra khỏi tiểu tiên giới ta không thể đi cửu công chúa thở dài ánh mắt rất nhanh kiên định lại nếu ta đi mặc dù bồng lai phúc địa không đến mức bị cửu sơn kiếm môn hủy diệt nhưng nhất định sẽ gặp đà kích cực lớn đó là do ngươi lựa chọn chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hạ thiên chẳng thấy hứng thú với điều này, vợ tiêm tiêm, chúng ta đi thôi. Đột nhiên, hai mặt vách tường gian phòng sụp đổ, một tiếng quát to như lôi đình vang lên, hừ, các người ai cũng không được đi. Một thân ảnh cao lớn như hùng sư vọt vào, mắt trừng to như đồng linh, dâu tóc dựng đứng, hung tợn nhìn mọi người trong gian phòng. Là ai dám tổn thương đồ đệ của ta? Người này hét to như hùng sư, một luồng kình phong thổi cung điện lung lay như sắp đổ. Hạ thiên nhếch miệng, đồ đệ của ngươi là tên ngốc nào? Đồ đệ của ta chính là thiếu trưởng môn cửu sơn kiếm môn nhạc siêu phàm, vị hôn phu của nữ nhân này, vừa rồi đã ở trong phòng. Đại tráng hán chừng mắt nhìn hạ thiên, ngón tay như côn sắt đâm tới, bây giờ nó vẫn còn đang trọng thương bất tỉnh, có phải ngươi đã thương nó hay không? Ồ, là tên ngốc kia sao? Hạ thiên gật đầu, là ta đánh đấy ta đã cảnh cáo hắn ta rồi, đừng sỉ nhục phẩm vị của ta. Hắn ta lại không nghe, ta đành phải đánh hắn ta. Đó hoàn toàn là do hắn ta tự tìm. Ngươi dám nhận là tốt rồi. Đại tráng hắn quay lại nhìn cửu công chúa, lạnh giọng quát, hỏa cửu linh, có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích hợp lý hay không? Nam nhân này là ai, có quan hệ gì với ngươi, vì sao hắn lại đánh bị thương đồ đệ ta? Hắn là cửu công chúa há to miệng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm, đúng rồi, các ngươi là ai? Ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên tự giới thiệu, thuận tiện giới thiệu luôn Bạch Tiêm Tiêm, nàng ấy tên Bạch Tiêm Tiêm, là vợ tương lai của ta. Mục đích chúng ta đến tiểu tiên giới, vừa rồi ta cũng đã nói với ngươi. Người hạ giới, đại tráng hán sững sờ, sau đó giận dữ hét lên, hỏa cửu linh, Chẳng lẽ hắn chính là giã nam nhân mà ngươi đang tìm dưới hạ giới? Thằng ngu kia, ngươi muốn ăn đòn đúng không?" Hạ Thiên khó chịu hỏi. Cửu công chúa đáp, "Liệt Hỏa trưởng lão, ta không quen bọn họ." Nhạc công tử bị thương cũng là ngoài ý muốn, nếu ngươi tức giận, ngươi có thể tìm ta, không liên quan đến bọn họ. "Sư phụ, người đừng nghe bọn chúng nói nhảm." Lúc này, gã công tử áo gấm được người ta khiêng đến, xem ra hắn ta đã được cứu tỉnh nhưng há miệng là những lời nói tràn đầy oán khí người giết chết bọn chúng cho ta bây giờ ngay bây giờ ta muốn bọn chúng chết chết càng thảm càng tốt phàm nhi người yên tâm vi sư nhất định giết bọn chúng xả giận thay ngươi liệt hỏa trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm hạ thiên đồng thời cũng không buông tha cho cửu công chúa còn ngươi nữa hỏa cửu linh ngươi và cha của ngươi cũng khó mà chối được tội Cửu công chúa cảm thấy vô cùng buồn cười, điều này liên quan gì đến cha của ta? Ta thấy các người muốn mượn cơ hội để chiếm đoạt bồng lai phúc địa chúng ta thì đúng hơn. Hừ, bồng lai vương dày hư con gái, cho nên mới gây ra chuyện xấu như ngày hôm nay. Liệt hỏa trưởng lão hừ một tiếng, nổi giận quát hơn nữa, đến giờ này rồi mà ông ta còn không chịu ló mặt ra, ông ta đang xỉ nhục cửu sơn kiếm môn chúng ta đấy. Hôm nay, ta thấy không cho các người một bài học các ngươi sẽ không nhìn ra được sự lợi hại của cửu sơn kiếm môn ta. Liệt hỏa trưởng lão xin bất giận, lúc này, một nam tử trung niên mặc thanh sam sắc mặt tiểu tụy bước vào, chính là thúc phụ của hỏa cửu linh, tên Phương Hồ Quân. Ông chắp tay nói với liệt hỏa trưởng lão, đại ca ta đang bế quan, cũng không phải là không muốn ra gặp. Tuy nhiên, đại ca đã sớm giao công việc đính hôn cho ta xử lý, cho nên... Ngươi xử lý cái rắm, nhạc siêu phàm giận run người, quát lớn vào mặt nam tử mặc thanh sam, dã nam nhân của hỏa cửu linh tìm đến cửa, còn cưới hỏi cái dám gì nữa. Hạ thiên nghe xong, một lần nữa cảm thấy khó chịu, thằng ngu người bị đánh còn chưa đủ đúng không? Sư phụ, chính là tiểu tử đó, người nhất định phải dạy cho hắn một bài học, sau đó để ta giết hắn. Ánh mắt nhạc siêu phàm oán độc, cắn răng nghiến lợi nói, nếu ta không tự tay làm thịt hắn, ta thật sự khó mà tiêu được mối hận trong lòng. Nhạc siêu phàm, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, hắn không phải là người kia trong tưởng tượng của ngươi. Hỏa cửu linh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết bọn họ. Ngươi đừng nhất thiết dội nước bẩn vào người không liên quan. Bạch tiêm tiêm ngược lại có chút cảm tình với vị cửu công chúa, ít nhất nàng ấy vẫn luôn cố gắng chứng minh nàng ấy không có liên quan gì đến nàng và hạ thiên, cũng như không cưỡng ép kéo hai người về phía mình. Đánh giám, Nhạc Siêu Phàm hiển nhiên không tin, nếu hắn không phải là dã nam nhân của ngươi, vì sao hôm nay hắn lại đến đây? Hắn không phải dã nam nhân của ngươi, vì sao hắn lại đánh ta? Không phải ngươi, a. À. Hắn ta còn chưa nói hết, cả người lại một lần nữa bay ra ngoài, miệng răng đều vỡ nát, máu tươi trào ra, ngã xuống đất không dậy nổi. "Phàm Nhi!" Liệt Hỏa trưởng lão nhìn thấy, mắt mở to đến muốn rách cả mí, quay người lại bóp quyền trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt hạ thiên một quả đấm nặng nề đấm vào ngực của hắn nắm đấm đánh chúng thời gian đột nhiên ngừng lại nửa giây tiếp theo nắm đấm bạo phát diễm lưu khổng lồ bao phủ cả người hạ thiên thiên ca ca bạch tiêm tiêm giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần vọt đến bên cạnh liệt hỏa trưởng lão một cước đá văng ông ta liệt hỏa trưởng lão lặng lẽ cười một tiếng phủi phủi áo bào lạnh giọng nói khí lực nữ oa ngươi không nhỏ nhưng đã muộn rồi chúng một liệt hỏa băng quyền của ta chưa đến hai giây sẽ bị đốt thành cho bụi thần tiên cũng khó mà thoát lão ra hỏa đừng chém gió nữa hạ thiên lười biếng vung tay lên ngọn lửa bao phủ bên ngoài cơ thể của hắn tiêu tán không thấy tăm hơi con ngươi liệt hỏa trưởng lão ngưng lại lộ ra biểu hiện ngoài ý muốn xem ra ngươi cũng có chút bản lãnh nếu không người cũng không dám chạy đến tiên giới diễu võ dương oai có bản lãnh hay không không quan trọng hạ thiên nhách miệng các người đính hôn cũng được ly hôn cũng được chẳng liên quan gì đến ta ta đến chỉ để tìm cửu nha đầu nhưng lão ngu ngốc ngươi lại dám ra tay với ta vậy cũng đừng trách ta đánh ngươi liệt hỏa trưởng lão cười lạnh chỉ vào hạ thiên đúng là buồn cười từ cái lúc ngươi ra tay với phạm nhi ngươi đã là người chết ai đến cũng không cứu được ngươi. Vậy thì ngươi nhanh lên đi, Hạ Thiên Hờ hững nói, ta không rảnh nói nhảm với ngươi ở đây. Thời gian của ta không có nhiều, ta còn phải đi tìm cửu nha đầu. Liệt hỏa trưởng lão hừ lạnh một tiếng, song quyền lập tức bốc lên ngọn lửa cuồn cuộn, đạp mạnh đến trước mặt Hạ Thiên, song quyền không chút trở ngại đánh trúng phần bụng của hắn, chỉ nghe bành một tiếng, ngọn lửa bao quanh trong nháy mắt cháy bùng lên, bao phủ Hạ Thiên bên trong, Lần này, Hạ Thiên không hất tay xua tan ngọn lửa nữa, ngược lại còn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hừ, lần này mà ngươi còn không chết sao? Liệt hỏa nghe được tiếng kêu thảm thiết, không khỏi cười phá lên, ngươi cho rằng liệt diễm quyền của lão phu dễ phá như vậy à? Đột nhiên, bên trong ngọn lửa có người kêu la, a sư phụ, là ta. Cứu, cứu mạng. Đây, đây là giọng của Phạm Nhi. Nụ cười đắc ý trên gương mặt liệt hỏa trưởng lão cứng lại, sắc mặt thay đổi, xông lên phía trước cứu người trong ngọn lửa ra. Người bên trong ngọn lửa đích thật là nhạc siêu phàm, hơn nữa, người cũng đã bị đốt hơn phân nửa, đoán chừng không sống nổi. Không chỉ liệt hỏa trưởng lão, bao gồm những người vây xem, tất cả đều chấn kinh. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên bị song quyền oanh chúng, bị ngọn lửa vây quanh, cũng không nhìn thấy bất cứ kẻ nào có hành động, nhưng vì sao người bị đốt là nhạc siêu phàm, còn Hạ Thiên đã đi đâu? Bạch Tiêm Tiêm bình tĩnh hơn một chút, nàng đã từng nhìn thấy sự thần kỳ của Hạ Thiên, vừa rồi nàng chỉ vô thức phản ứng trong tình thế cấp bách, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Phạm Nhi, tại sao lại là ngươi?" Liệt Hỏa trưởng lão hối hận không thôi, ôm tấm thân tàn phế của Nhạc Siêu Phàm, khóc ồ lên, "Ngươi không thể chết. Nếu ngươi chết rồi, ta làm sao mà ăn nói với trưởng môn?" "Liệt Hỏa trưởng lão, ta có khỏa tục mệnh đan, ngươi có thể cho Nhạc công tử uống." Phương Hồ Quân lập tức lấy một viên đan dược màu xanh từ trong ngực ra, đưa cho Liệt Hỏa trưởng lão. "Biến đi." Liệt Hỏa trưởng lão nổi giận quát một tiếng, đẩy Phương Hồ Quân ra, "Ai thèm uống viên đan dược bẩn thỉu này của ngươi? Ta thấy Bồng Lai các ngươi có chủ tâm muốn hại chết thiếu trưởng môn của chúng ta." Nhìn thấy tính mệnh Nhạc Siêu Phàm nguy kịch, trong lòng Liệt Hỏa trưởng lão nóng như lửa đốt. "Bây giờ, ông ta chỉ một lòng muốn cứu tính mệnh của Đồ Nhi ông ta." thậm chí không có thời gian tìm Hạ Thiên báo thù. Hừ, bây giờ ta mang thiếu trưởng môn về cửu sơn kiếm môn. Món nợ ngày hôm nay, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ. Liệt hỏa trưởng lão ôm lấy nhạc siêu phàm đang thoi thóp. Trong lúc ông ta đang định rời đi, ông ta lại bị Hạ Thiên chặn đường. Biến đi, liệt hỏa trưởng lão quát lớn với Hạ Thiên, hiện tại lão phu không rảnh xử lý ngươi. Chờ ta cứu được thiếu trưởng môn, Ta sẽ xóa bỏ các ngươi, cùng với Bồng Lai Phúc Địa luôn." Hạ Thiên thản nhiên hỏi, ngớ ngẩn, "Ta để cho ngươi đi sao?" "Ngươi dám cản lão phu?" Liệt Hỏa trưởng lão giống như nghe được câu chuyện cười, "Ngươi có biết lão phu là ai không? Có biết người mà ta đang ôm có thân phận gì không?" "Ngươi là ai, hắn ta có thân phận gì, ta tuyệt không cảm thấy hứng thú." Hạ Thiên không hề lo lắng, "Vừa rồi ngươi khiến ta cảm thấy rất khó chịu, cho nên hoặc ngươi ngoan ngoãn cho ta đánh hai quyền, hoặc ngươi đừng đi nữa. Liệt hỏa trưởng lão tức đến muốn thổ huyết, nhưng nhạc siêu phàm không thể trèo chống được bao lâu, nếu ông ta ứng chiến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nếu không ứng chiến, ông ta sẽ không có cách nào rời đi. Vì thế, ông ta giống to, phương hồ quân, người lăn đến đây cho ta. Có ta, có ta, phương hồ quân lập tức chạy đến, khiêm tốn nói, liệt hỏa trưởng lão có gì phân phó. Ngươi nên hiểu rằng, nếu thiếu trưởng môn chúng ta chết ở đây, nhất định sẽ tạo thành hậu quả gì cho bồng lai phúc địa. Liệt hỏa trưởng lão cố nén phẫn nộ, quát lớn với phương hồ quân. Biết, biết, phương hồ quân liên tục gật đầu. Nếu nhạc siêu phàm xảy ra chuyện ở bồng lai phúc địa, đến lúc đó, trưởng môn cửu sơn kiếm môn không san toàn bộ phúc địa thành bình địa là không được. Cho dù bồng lai vương xuất quan, chỉ sợ cũng không làm nên được chuyện gì. Vậy thì tốt, lão phu cũng không nhiều lời. Liệt hỏa trưởng lão lạnh giọng nói, lão phu muốn mang thiếu trưởng môn về cửu sơn kiếm môn chữa thương, người ngăn tiểu tử này cho ta. Còn nữa, lát nữa lão phu quay lại đòi người, nếu người không thấy, tất cả các người chờ chết đi, nghe rõ chưa? Đã nghe rõ, phương hồ quân bị dọa đến toàn thân run lên, ngài yên tâm, cho dù vận dụng toàn bộ người bồng lai phúc địa, ta cũng sẽ giữ hắn lại, tuyệt đối không để hắn chạy trốn liệt hỏa trưởng lão cố gắng đè xuống lửa giận, chừng mắt nhìn hạ thiên, tiểu tử, người chờ đó cho lão phu. Việc hôm nay còn chưa xong đâu. Không cần xong, hôm nay giải quyết xong hết đi. Hạ thiên cười nói. Liệt hỏa trưởng lão cũng không phản ứng hạ thiên, thò tay vào trong ngực lấy ra một lệnh phù, lắc một cái rồi ném ra ngoài. Lệnh phù trong nháy mắt bị đốt không còn. Sau đó, một luồng thần quang từ trên trời rơi xuống, tạo thành một vòng sáng 3 mét trên mặt đất ta đâu có nói ngươi có thể rời đi. Hạ Thiên vẫn ngăn trước người liệt hỏa trưởng lão, nói mà không có biểu cảm gì. liệt hỏa trưởng lão ném ánh mắt cho phương hồ quân, phương hồ quân bừng tỉnh, cùng với một số đệ tử bao vây Hạ Thiên lại. vị bằng hữu này đầu tiên là người phá hỏng buổi lễ đính hôn. phương hồ quân lạnh lùng nói với Hạ Thiên, bây giờ ngươi còn cản đường liệt hỏa trưởng lão, không phải ngươi muốn hại chết nhà công tử? hãm bồng lai phúc địa chúng ta vào tình huống bất nghĩa sao ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi hạ thiên lười biếng nói bồng lai phúc địa sẽ như thế nào liên quan gì đến ta ta chỉ đến tìm cửu nha đầu ta đánh tên ngu ngốc cai chỉ vì hắn ta mắng ta mặc kệ ngươi nói cái gì hôm nay bổn quân nhất định phải giữ ngươi ở lại đây ánh mắt phương hồ quân trở nên âm trầm lạnh giọng nói ta không thể để cho ngươi ngăn cản liệt hỏa trưởng lão quay về cũng không để người đào tẩu. nghe xong, hạ thiên chỉ buông ra hai chữ ngu ngốc. thiên ca ca, chúng ta bước vào vòng ánh sáng đó, có phải chúng ta cũng có thể lên trên? bạch tiêm tiêm nhìn thấy liệt hỏa trưởng lão ôm nhạc siêu phàm tiến vào vòng sáng, thân hình bay lên, không khỏi hiếu kỳ hỏi. hạ thiên lắc đầu, không biết. lúc này, hỏa cửu linh bỗng lên tiếng, đương nhiên là được. người mà các người muốn tìm có lẽ đang ở trên. Cửu Nhi, người nói bậy bạ gì đó. Phương Hồ Quân đột nhiên biến sắc. Một giây sau, hai nhân ảnh đột nhiên rơi xuống từ trên không trung, phát ra tiếng bịch, rõ ràng là liệt hỏa trưởng lão và nhạc siêu phàm. Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trong vòng sáng, rất nhanh biến mất cùng với thần quang. Tiểu tiên giới, vạn lung động thiên. Nơi này hoàn toàn khác biệt với bồng lai phúc địa, phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là dãy núi liên miên, chập trùng, nhìn một lần là không nhìn thấy được điểm cuối. Hạ thiên và bạch tiêm tiêm rơi xuống một đỉnh núi. Về thần quang mà bọn họ đã bước vào ở bồng lai phúc địa vẫn luôn bay lên trên, xuyên qua một tầng mây, lại xuyên qua một pháp trận, sau đó đến thẳng vạn lung động thiên ở nhị trọng thiên. Ban đầu, thần quang mà bọn họ đứng vẫn còn tiếp tục bay lên, kết quả mấy luồng kiếm khí sắc bén không biết từ nơi nào bay đến chặt đứt thần quang trở hạ thiên và bạch tiêm tiêm hai người bọn họ lập tức rơi xuống một ngọn núi tên ngốc nào làm hỏng việc của ta thế hạ thiên khó chịu đưa mắt nhìn ra xa kiếm quang chém đến từ hướng đó bạch tiêm tiêm cũng nhìn lại ánh mắt ngưng tụ thiên ca ca có người chạy sang bên này ta thấy rồi hạ thiên nhếch miệng đám ngớ ngẩn này đến rất đúng lúc để ta đánh cho bọn chúng một trận cho hạ giận thiên ca ca không cần thiết đâu bạch tiêm tiêm cười khẽ kiếm khí kia không phải bọn họ chém ra đâu chúng giống như kiếm khí hộ sơn do đại trận hộ sơn phát ra hạ thiên bất mãn nói ta chẳng quan tâm chúng là kiếm khí gì phá hỏng chuyện tốt của ta chính là muốn ăn đòn nếu làm chậm chế việc ta cứu cửu nha đầu đó không còn là chuyện đánh một trận là xong ta sẽ trực tiếp tiêu diệt cái chỗ chết tiệt này không bao lâu sau từ đằng xa có mấy bóng người ngự kiếm bay đến trên đỉnh đầu hạ thiên và bạch tiêm tiêm cao giọng quát, hai người các ngươi là ai? Tại sao các ngươi lại xuất hiện chung quanh đại trận hộ sơn lạc nhật phong chúng ta? Chúng ta là ai, chuyện này về sau hãy nói." Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự khó chịu, các ngươi trước để cho ta đánh một trận." Đám người kia không khỏi nhìn nhau, một nam tử trung niên mặc thanh bảo nói với Hạ Thiên, "Vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi tốt nhất nên hỏi gì đáp nấy." "Bằng không chúng ta chỉ có thể xử lý ngươi như ngoại địch xâm lấn lạc nhật phong chúng ta. Nhẹ thì giải vào hình đường, nặng thì giết chết ngay tại chỗ. Lời còn chưa nói hết, nam tử mặc thanh bào đã ngã xuống từ trên phi kiếm theo tư thế chó đấp cứt. Những người khác thấy vậy, không khỏi che miệng cười, kết quả vừa cười ra tiếng, bọn họ liền theo gót nam tử mặc thanh bào, tất cả đều mặt chạm đất, miệng dính đầy bùn. Chuyện gì xảy ra thế? nam tử mặc thanh bào kinh ngạc đứng lên hỏi những người khác tại sao các ngươi đều ngã vậy không biết tự dưng xui xẻo ngã xuống thôi toàn thân của ta đột nhiên bất lực sau đó ngã xuống đúng vậy mọi người đều cảm thấy khó hiểu tất cả không biết vì sao mình lại bị ngã nói có phải ngươi dở trò quỷ hay không nam tử mặc thanh bào đầu óc xoay chuyển rất nhanh quay người đối mặt hạ thiên và bạch tiêm tiêm lạnh giọng quát hạ thiên mỉm cười nói ta và vợ tiêm tiêm đều đứng ở đây động cũng không động có khi các người dinh dưỡng không đủ hoặc thiếu máu cũng không biết chừng đánh giám nam tử mặc thanh bào mắng một câu nói với các vị sư đệ khác mọi người cảnh giác hai người kia tuyệt không phải bình thường vô cùng nguy hiểm vâng mấy tên đệ tử cùng nhau hét lớn đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ bao vây hai người hạ thiên và bạch tiêm tiêm lại bạch tiêm tiêm lên tiếng chúng ta không có địch ý, chúng ta chỉ đi ngang qua nơi này. Bây giờ ta cảm thấy rất khó chịu. Hạ Thiên chừng mắt nhìn mọi người, ban đầu, ta và vợ tiêm tiêm bước vào vòng sáng, muốn lên trên tìm cửu nha đầu. Kết quả bị các ngươi làm chậm trễ, các ngươi bồi thường cho ta như thế nào? Nam tử áo bảo xanh nghe Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm nói xong, lông mày không tự chủ được cau lại, các ngươi rốt cuộc đang nói thứ gì thế? Nghe không hiểu thì coi như xong. Hạ Thiên không kiên nhẫn. Tóm lại, các ngươi phải nghĩ cách đưa ta và vợ tiêm tiêm lên trên. Nếu không, ta sẽ phá tan sơn môn này của các ngươi. Lên trên, lông mày nam tử mặc thanh bảo nhướng lên, lạnh giọng nói: Tại sao các ngươi lại muốn lên phía trên? Ta thấy các ngươi không giống người tiên giới. Có phải người tiên giới hay không, liên quan gì đến ngươi? Hạ Thiên không kiên nhẫn nổi. Tóm lại, các ngươi mau nghĩ cách đưa ta và vợ tiêm tiêm lên trên bằng không, việc này không xong đâu. Nam tử mặc thanh bào hừ lạnh một tiếng, chỉ vào hạ thiên, hai người các ngươi chẳng những không rõ lai lịch, ý đồ không rõ, lại còn nói lời kiêu ngạo với vạn lung động thiên ta. Xem ra, ta nên giam giữ các ngươi lại. Một đệ tử trong đó lên tiếng, đại sư huynh, bọn họ đi từ bồng lai phúc địa lên, có phải là người của bồng lai hay không? Tuyệt không có khả năng, nam tử mặc thanh bào lắc đầu, người của bồng lai, chúng ta đều biết. Hai người này bất luận quần áo hay là phong cách hành sự đều giống người dưới hạ giới. Ta nghe nói cửu công chúa bồng lai phúc địa đính hôn ngày hôm nay. Lại có một đệ tử nói, bọn họ có phải khách từ trọng thiên khác đến bồng lai phúc địa hay không? Như vậy lại càng không thể. Nam tử mặc thanh bào lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hạ thiên và bạch tiêm tiêm, tân khách đều có thần quang phù được chỉ định tuyệt không bị đại trận hộ sơn đánh rơi. Bọn họ nhất định lấy trộm thần quang phù của người khác. Hạ thiên nhếch miệng, các ngươi nói nhảm xong chưa? Hừ, tóm lại, hai người các ngươi tuyệt đối là địch, không phải bạn. Biểu hiện nam tử mặc thanh sam nghiêm lại, có chút lo lắng nói, trong khoảng thời gian này, tiên giới thường hay có người thần bí xâm lấn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng phó. Chúng ta chỉ muốn lên trên tìm người, cũng không có mục đích khác. Bạch tiêm tiêm nghe bọn họ càng nói càng thái quá, nhịn không được liền nói, chỉ cần các ngươi nói cho chúng ta biết phương pháp đi lên trên, chúng ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không ở nơi này nữa. Nam tử mặc thanh bào thuận miệng nói, muốn lên trên, ngoại trừ dùng thần quang phù, cũng chỉ có trưởng môn mỗi trọng thiên mới có thể làm được. Các ngươi đừng hòng vọng tưởng. Vậy thì đơn giản rồi. Hạ thiên cười một tiếng, xin hỏi trưởng môn các ngươi ở đâu? Làm càn lớn mật dám bất kính với trưởng môn đám đệ tử vạn lung động thiên lập tức kích động ta hỏi một lần cuối rốt cuộc các ngươi là ai các ngươi muốn như thế nào nam tử mặc thanh bào nhìn chằm chằm hạ thiên mắng to không nói ta cũng chỉ có thể coi các ngươi là ngoại địch các sư đệ bày trận đám đệ tử cấp thấp lập tức đứng vào vị trí trường kiếm điểm một tấc trước mũi chân cơ thể nổi lên linh quang dần dần hợp thành một chỗ trên không trung Vợ Tiêm Tiêm, vì sao đám ngớ ngẩn kia lại nghe không hiểu tiếng người cơ chứ? Hạ Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, rõ ràng đã cho bọn họ cơ hội, nhưng bọn họ không biết trân quý, lúc nào cũng muốn chết. Bạch Tiêm Tiêm suy nghĩ một lát, sau đó nói, khả năng đã lâu rồi bọn họ không thấy người. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách sáo. Hạ Thiên nhìn những người này, cuối cùng ánh mắt chú định vào người nam tử mặc thanh bào, xem ra, người hẳn có cấp bậc cao hơn một chút ngươi biết trưởng môn ở đâu chứ? Hừ, chấp mê bất ngộ, nam tử mặc thanh bào hừ lạnh một tiếng, ra lệnh, xuất kiếm, phong kín bọn họ. Mấy thanh trường kiếm cùng nhau đâm ra, linh khí như nước thủy triều hợp thành quyển, tạo thành một tấm lưới giữa không chung, bao phủ hạ thiên và bạch tiêm tiêm. Vợ tiêm tiêm, có cần hỗ trợ gì không? Hạ thiên quay đầu nhìn bạch tiêm tiêm. Bạch tiêm tiêm lắc đầu, chút trình độ đó, ta có thể ứng phó cũng đúng người đi theo ta hạ thiên cười một tiếng thân hình lóe lên biến mất khỏi chỗ cũ a à, người đâu nam tử mặc thanh bào chỉ cảm thấy hoa mắt người đã không còn thấy tăm hơi trong lòng kinh ngạc không thôi vừa định lên tiếng nhắc nhở kết quả cơ thể giống như củ cải bị rút lên không tự chủ được mà bay lên không bành 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 đệ tử vạn lung động thiên còn lại tự động ngã xuống đất một cách khó hiểu các ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử mặc thanh bào bình tĩnh lại, đột nhiên phát hiện mình bị hạ thiên chộp trong tay, giống như con gà con bị người ta nắm lấy cổ, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Chúng ta là ai, người không có tư cách để biết. Hạ thiên lười biếng nói, tóm lại, bây giờ ngươi dẫn chúng ta đi gặp trưởng môn của các ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ thả ngươi ra. Nam tử mặc thanh bào cười nhạo, không thể nào. Đệ tử vãn lung động thiên ta cận kề cái chết cũng không bán đứng trưởng môn Điều này không phải do ngươi nói Hạ thiên tiện tay đâm cho nam tử mặc thanh bào một châm Bây giờ ngươi có thể nói rồi Trưởng môn đang ở bên trong ngọc trụ cung đỉnh kình thiên phong Ánh mắt nam tử mặc thanh bào tràn ngập sự sợ hãi Nhưng miệng lại vô cùng phối hợp Thậm chí còn đưa tay chỉ về một hướng Chính là ở đằng kia Nhưng ngươi nhất định phải băng qua đại trận hộ sơn ta có thể dẫn các ngươi vào. Thiên ca ca, châm pháp của ngươi quá lợi hại, bạch tiêm tiêm tán thưởng từ đáy lòng. Đây cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hạ thiên khinh thường nói, ta còn lợi hại hơn nữa, về sau nàng sẽ biết. Bạch tiêm tiêm gật đầu, quả nhiên đi theo tộc trưởng, chẳng những có thể mở mang tầm mắt, mà còn có thể học được không ít thứ. Nam tử mặc thanh bào muốn từ chối dẫn đường nhưng không biết vì sao cơ thể lại không nghe theo sự khống chế, lại phối hợp dẫn hạ thiên và bạch tiêm tiêm xuyên qua đại trận hộ sơn sau đó bay về phía kình thiên phong một lát sau ba người đã rơi vào đỉnh núi kình thiên phong lâm sư huynh tại sao ngươi lại có thời gian đến kình thiên phong như vậy một đệ tử trẻ tuổi mặc áo bào vàng lập tức tiến lên khi nhìn thấy hạ thiên và bạch tiêm tiêm hắn ta hỏi không biết hai vị này là nam tử mặc thanh bảo nháy mắt ra hiệu điên cuồng ám chỉ cho vị đồng môn của mình biết nhưng lời vừa nói đến miệng lại a à, hai vị này là quý khách đến từ bồng lai có chuyện quan trọng muốn gặp trưởng môn cho nên ta đích thân dẫn đường cho bọn họ ồ thì ra là thế các người cứ tùy ý trưởng môn đang ở đại điện ngọc trụ cung đệ tử áo bào vàng cũng không hoài nghi chẳng qua chỉ cảm thấy vị sư huynh này hoạt bát nói nhiều hơn ngày thường khi nói chuyện biểu hiện còn rất phong phú nhìn rất khôi hài Đa tả, gương mặt nam tử mặc thanh bào co quắp lại, đối phương không cách nào lĩnh hội được ý tứ của hắn ta, hắn ta đành phải từ bỏ. Hai người hạ thiên vừa đi chưa được hai bước, bỗng sau lưng vang lên tiếng hét lớn, không đúng, các ngươi đứng lại cho ta. Nếu còn bước về phía trước một bước, ta chém thẳng không tha. Đệ tử mặc hoàng bào bỗng nhiên rút kiếm lao đến, dẫn theo mấy đệ tử thủ phong bao vây ba người hạ thiên lại nam tử mặc thanh bào thở phào một hơi sư đệ này cũng không tính là ngốc đã nhìn ra được hàm ý trong mắt hắn ta chỉ là miệng của hắn ta không chịu sự khống chế của mình chu sư đệ người gọi chúng ta lại không biết có chuyện gì không hạ thiên và bạch tiêm tiêm một chút cũng không bối rối tình huống hiện tại có thể qua được thì qua không qua được thì đánh lâm sư huynh vừa nãy ngươi nói bọn họ từ đâu đến người kia nhìn chằm chằm nam tử mặc thanh bào bọn họ đến kình thiên phong để làm gì? Nam tử mặc thanh bào mỉm cười đáp lại, bọn họ đến từ bồng lai phúc địa, tìm trưởng môn có chuyện quan trọng cần thương nghị. Ta thấy sự thật không phải như vậy. Đệ tử mặc hoàng bào lắc đầu, nếu bọn họ quả thật đến từ bồng lai, trước đó chúng ta phải nhận được tín hiệu bên trên truyền xuống. Như vậy, theo lý cũng nên do chúng ta thông truyền, không có lý nào để lâm sư huynh ngươi dẫn đường nam tử mặc thanh bào cuồng hỉ trong lòng, hỏi vậy là được rồi, nếu đã phát hiện được dị dạng trong đó, người mau bắt hai người kia lại, trả lại sự trong sạch và tự do cho ta. Không sai, theo lẽ thường xác thực không nên lỗ mãng như vậy, nam tử mặc thanh bào không tự chủ được lập tức thay hạ thiên và bạch tiêm tiêm giải thích, nhưng chuyện hiện tại quá khẩn cấp, liên quan đến sinh tử tồn vong của vạn lung động thiên. Không thể không sử dụng phương pháp đặc biệt trong tình huống đặc biệt nếu làm trễ nãi đại sự đừng nói chu sư đệ ngươi ngay cả ta cũng đảm đương không nổi nói cũng đã nói đến như vậy rồi nhưng vị đệ tử mạc hoàng bào vẫn cảm thấy nó là lạ ở chỗ nào đó hắn ta quay sang nhìn hạ thiên và bạch tiêm tiêm hai vị thật sự là người bồng lai nhưng vì sao lại nhìn lạ mặt như vậy ngươi nói nhảm nhiều như thế để làm gì hạ thiên lười biếng ngáp một cái ngươi cho rằng ngươi xứng quen mặt với ta sao nét mặt đệ tử mặc hoàng bào lạnh lại, nơi này là kinh thiên phong vạn lung động thiên, không phải bồng lai các ngươi, ngươi nên chú ý ngữ khí và thái độ của mình. Chu sư đệ, rốt cuộc ngươi đang hoài nghi điều gì thế? Nam tử mặc thanh bào thở dài, nói ra những lời trái với lương tâm, chẳng lẽ ta sẽ phản bội sư môn, dẫn người ngoài không rõ thân phận đến gặp trưởng môn sao? Cho dù ta có mưu đồ làm loạn, ngươi cảm thấy bọn họ có thể đả thương được trưởng môn à? dĩ nhiên không có khả năng rồi. Đệ tử Mạc Hoàng bào có chút ngạo nghễ nói, trưởng môn được xếp vào một trong năm cường giả hàng đầu tiên giới. Trừ phi trưởng môn những trọng thiên cao hơn cùng ra tay, nếu không, không ai tổn thương được trưởng môn. Nhưng chúng ta là đệ tử thủ vệ trực luân phiên, chúng ta không thể không cẩn thận. Nếu muốn ra tay, trưởng môn các người tuyệt đối không qua được ba chiêu của ta. Hạ thiên nhếch miệng, hơn nữa, nếu ta thật sự muốn gây bất lợi cho trưởng môn các ngươi dựa vào đám người các ngươi có thể làm được gì ánh mắt đệ tử mặc hoàng bào hiện lên sát ý vị đạo hữu này người nói thế là có ý gì bồng lai các ngươi muốn khai chiến vạn lung động thiên sao bồng lai khai chiến với các ngươi liên quan gì đến ta hạ thiên lười biếng nói bây giờ ta có chuyện cần tìm trưởng môn các ngươi không rảnh ở đây nói nhảm các ngươi đừng nên cản đường thời gian của ta đang rất gấp hoài nghi trong lòng đệ tử mặc hoàng bào càng thêm nhiều hơn, lạnh giọng nói, Lâm Sư Huynh, rốt cuộc hai người này có thân phận gì? Bọn họ bất kính với trưởng môn như thế, chẳng lẽ Huynh một chút cũng không cảm thấy bất ổn? Chu Sư Đệ, ta không có gì đáng nói cả. Nam tử mặc hoàng bào thở dài, ta chỉ có thể nói, chúng ta đang có việc gấp cần gặp trưởng môn, không thể trì hoãn. Vừa nãy, chắc các người cũng nhìn thấy một luồng kiếm khí từ đại trận hộ sơn bay ra nếu còn kéo dài thêm nữa chỉ sợ vạn lung động thiên sẽ có tai hỏa giáng xuống lời nói rất nặng khiến cho đệ tử mạc hoàng bào có chút do dự không quyết có thể kinh động đại trận hộ sơn đích thật đã có chuyện lớn xảy ra nếu chẳng may chậm trễ trách nhiệm sẽ đổ hết lên người hắn ta nhưng nếu thân phận hai người trước mắt có vấn đề hắn ta để mặc bọn họ đến gặp trưởng môn về sau hắn ta cũng khó mà thoát khỏi trách phạt nếu chuyện đang rất khẩn cấp ta sẽ đi cùng các ngươi đến gặp trưởng môn. Do dự vài giây, đệ tử Mạc Hoàng bào rốt cuộc đã đưa ra một quyết định. Ánh mắt nam tử Mạc Thanh bào nhìn Hạ Thiên, hiển nhiên đang trưng cầu ý kiến của hắn. Tùy ý thôi, Hạ Thiên cũng chẳng lo lắng, nhưng nhanh lên, ta không có kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Sư Huynh, hai vị đạo hiếu, mời đi. Đệ tử Mạc Hoàng bào thu kiếm vào vỏ, ra hiệu mời ba người Hạ Thiên, sau đó đi trước dẫn đường rất nhanh, một nhóm bốn người đã đến trước Ngọc Trụ Cung. Lạc Nhật Phong Lâm Giác viễn còn có hai vị khách quý đến từ Bồng Lai có chuyện quan trọng cầu kiến trưởng môn, xin thông truyền. Nam tử Mạc Thanh bảo nói với hai đệ tử thị vệ trước cung điện. Hai đệ tử thị vệ nhìn nhau, sau đó nói, trưởng môn đang hội kiến khách quý, đã dặn dò không cho bất cứ người nào được quấy nhiễu. Ngày mai các người hãy đến. Nhưng chúng ta thật sự đang có chuyện quan trọng. Nam tử mặc thanh bào lo lắng nói, việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của môn phái, các người có thể phá lệ thông báo, xem trưởng môn có muốn gặp hay không. Đệ tử thị vệ lạnh lùng đáp, trưởng môn đã nói, cho dù trời có sập cũng không cho phép bất cứ người nào quấy dày. Cái này, nam tử mặc thanh bào không khỏi khó xử, một lần nữa quay sang nhìn hạ thiên. Đệ tử mặc hoàng bào thừa cơ nói, đã như vậy, lâm sư huynh, các người theo ta đến thiên điện ta sẽ cho người sắp xếp cho hai vị khách ăn ở tối nay. Ngày mai, chúng ta đến gặp trưởng môn cũng không muộn. Thiên ca ca, làm sao bây giờ? Bạch tiêm tiêm hỏi. Vậy thì dễ làm rồi. Hạ thiên nhếch miệng, nếu biết ông ta đang ở bên trong, chúng ta cứ vào thẳng tìm là được. Đệ tử mặc Thanh bào nghe ra được lời nói của Hạ Thiên không thích hợp, sắc mặt bỗng dưng thay đổi, người muốn làm gì? Nơi này là Ngọc Trụ Cung, các người tốt nhất đừng nên làm loạn. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Cút sang một bên, một bàn tay hạ thiên quạt bay đệ tử mặc hoàng bào, sau đó nắm tay bạch tiêm tiêm bước vào trong cung điện. Hai đệ tử thị vệ cầm trường thương trong tay, chỉ vào ngực hạ thiên và bạch tiêm tiêm, dừng lại. Nếu các người còn dám bước về phía trước một bước, ta sẽ giết chết các người ngay tại chỗ. Các người cũng biến đi, hạ thiên tùy ý vào thanh trường thương trước ngực thành một đống sắn vụn không đợi hai đệ tử thị vệ lấy lại tinh thần hắn đã ném bay bọn họ nam tử mặc thanh bảo lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán cả kinh kêu lên đây chính là đệ tử thị vệ ngọc trụ cung người đánh bọn họ đây chính là tội chết người còn nói nhảm nữa người sẽ chết trước đấy hạ thiên khó chịu nói nam tử mặc thanh bảo lập tức im lặng bành Hạ Thiên đánh một quyền vào cửa ngọc trụ cung đang đóng chặt, sau đó kéo bạch tiêm tiêm bước vào. Chấm. Lúc này, bên trong đại điện ngọc trụ cung, trưởng môn vạn lung động thiên đang tiếp đãi một vị khách nhân vô cùng tôn quý, là nữ. Nàng đến từ tầng thứ sáu. Nữ nhân này mặc một bộ váy trắng liền thể, đeo sa mỏng, nhìn không rõ gương mặt bên trong, biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, vạn lung vương, người nghĩ như thế nào rồi? việc này liên lụy thật sự quá lớn thứ cho lão phu không dám tòng mệnh thần thái và hình dáng của vạn lung vương là nam nhân nhưng lại hơi chút nữ tính giọng nói cũng rất uyển chuyển giống như linh nhân đang hát tiên hậu nếu ngươi thật sự muốn làm như thế lão phu sẽ dốc toàn lực ngăn cản vậy là ngươi không biết điều rồi nữ nhân váy trắng lạnh nhạt nói vạn lung vương cười khẽ hai tiếng nếu ngươi cảm thấy như vậy thì là như vậy thôi tiên hậu ngươi dự định Nữ nhân váy trắng tùy ý nói, nếu ngươi không nghe lời, ngươi tất nhiên không có lý do để tồn tại. Vạn lung động thiên cũng đã đến lúc đổi chủ nhân rồi. Tuy tu tù vì tiền hậu ngươi cao thâm nhưng muốn giết lão phu, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Vạn lung vương lạnh lùng nhìn nữ tử váy trắng, có phần khinh thường. Ta đương nhiên sẽ không đích thân ra tay, nữ tử váy trắng cười nhạt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa cung, tự nhiên sẽ có người giết ngươi ha ha ha, đúng là buồn cười. Vạn lung vương không khỏi cất tiếng cười to, tuy tu vi của lão phu không phải mạnh nhất tiên giới, nhưng muốn giết chết ta ở vạn lung động thiên, cho dù là tiên đế cũng không dám khoác lác. Tiên đế chỉ là một gã phế vật mà thôi, nữ nhân váy trắng cười nhạo, người có thể thật sự giết được ngươi đã đến rồi. Vạn lung vương thất vọng lắc đầu, thể hiện tư thái của một lão giả, tận tình khuyên bảo tiên hậu, người đến từ hạ giới, thời gian đến đây lại ngắn, không biết sâu cạn trong đó cũng có thể hiểu. Nhưng người tự tung tự tác như thế, xác thực đã khiến người ta giận dữ. Tốt nhất là ngươi nên thu tay lại, bằng không, lão phu không thể không cho ngươi biết lợi hại của đám lão già chúng ta. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nữ tử váy trắng không nhìn vạn lung vương, lạnh giọng nói, rốt cuộc ngươi có làm chó săn cho ta hay không? Làm càn. Vạn lung vương rốt cuộc đã bị hai chữ chó săn chọc giận, lập tức bật dậy, bên trong tay áo phóng ra một lực kình, chấn động cả tòa đại điện lay động không thôi. Nữ nhân váy trắng thản nhiên nói, ngươi gấp cái gì? Nể mặt ngươi ba phần, ngươi lại tưởng mình ngon. Vạn lung vương thật sự nổi giận, chỉ tay vào nữ nhân váy trắng, ngươi chẳng qua chỉ là tàn phụ trên xương nguyệt đảo mà thôi, tưởng mình leo lên được tiên đế thì có thể một tay che trời. Ta gọi ngươi một tiếng tiên hậu đã là cất nhắc ngươi lắm rồi, đừng để mặt mũi của mình mất hết. Bây giờ, ngươi biến ra khỏi Vạn Lung động thiên của lão phu. Nếu ngươi còn ở đó, chờ lão phu không khống chế nổi lửa giận, đầu của ngươi sẽ rơi xuống đất. Đã là như vậy, ta cũng không còn lời nào để nói. Nữ nhân váy trắng khẽ thở dài, đáng tiếc, sống hơn ngàn năm lại chết vào ngày hôm nay. Bành. Đúng lúc này, đại môn cung điện ầm ầm sụp đổ. Tiếp theo, hai nhân ảnh xông vào. Vạn lùng vương cũng không có quá nhiều kinh ngạc, vẫn nộ quát người nào dám tự tiện xông vào ngọc trụ cung. Để tử thị vệ đâu, bắt chúng lại cho ta. Đừng gọi nữa, người bên ngoài bị ta ném hết rồi, trong chốc lát không tỉnh lại được đâu. Một giọng nói lười biếng vang lên bên trong cung điện. Vạn lung vương nhìn thấy một người trẻ tuổi dáng cao gầy từ trong khói bụi bước ra, không khỏi quát hỏi, ngươi là ai? hắn đến là để giết ngươi nữ nhân váy trắng thản nhiên cười một tiếng nói với hạ thiên hạ thiên nếu ngươi muốn cứu a cửu ngươi hãy giết chết ông ta cho ta hạ thiên và bạch tiêm tiêm đạp cửa cung bước vào bọn họ nhìn thấy bên trong có hai người một nam một nữ người nam diện mạo âm nhu đang rất nóng giận vừa nhìn thấy bọn họ là mở miệng mắng kêu to muốn bắt hai người bọn họ lại một nữ nhân trẻ tuổi mặc váy trắng thân hình lờ mờ hạ thiên có cảm giác mình quen với người này đừng gọi nữa bên ngoài chẳng có ai đâu hạ thiên thuận miệng nói một câu với nam nhân âm nhu nam nhân âm nhu trừng mắt nhìn hạ thiên ngạc nhiên quát ngươi là ai tại sao ngươi lại ở đây không đợi hạ thiên trả lời nữ nhân váy trắng đã trả lời trước hắn đương nhiên là người đến giết ngươi ai nói ta muốn giết ông ta hạ thiên khó chịu chừng mắt nhìn nữ nhân váy trắng ta chỉ đến tìm trưởng môn mượn thứ gì đó lên trên cứu người mà thôi ánh mắt vạn lung vương ngưng lại lạnh giọng nói lão phu chính là trưởng môn vạn lung động thiên rốt cuộc ngươi là ai ta là ai cái này ngươi biết cũng chẳng có tác dụng hạ thiên nói nghe nói ngươi có thể trực tiếp mang người lên phía trên đúng hay không vạn lung vương khẽ gật đầu không sai trưởng môn mỗi tầng đều có quyền hạn này Vậy là được rồi, Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề, bây giờ ngươi mang ta và vợ tiêm tiêm lên phía trên đi. Buồn cười, vạn lung vương giận quá hóa cười, chỉ vào Hạ Thiên và bạch tiêm tiêm, lão phu ngay cả các ngươi là ai cũng không biết, vì sao ta lại phải giúp các ngươi. Huống chi các ngươi phá vỡ cửa cung, đã thương đệ tử của ta, ta không giết chết các ngươi ngay tại chỗ đã phá lệ nhân tử rồi. Hạ Thiên không hề lo lắng, chỉ có một cánh cửa, phá thì phá bên ngoài chỉ toàn là mấy đứa ngớ ngẩn, nếu bọn họ không cản đường của ta, ta cũng lười đánh bọn họ. Huống chi ta đã hạ thủ lưu tình, bằng không, bọn họ chết sạch cả rồi. Người mau đưa chúng ta lên trên đi, không thì ngay cả ngươi cũng bị đánh cùng một chỗ. Làm càn, vạn lung vương gầm thét, thể hiện uy nghiêm của một trưởng môn. Lúc này, nữ nhân váy trắng bỗng nhiên nói với Hạ Thiên, Hạ Thiên, nếu ngươi muốn cứu A Cửu, ngươi giết ông ta đi ngươi là ai hạ thiên nhìn nữ nhân váy trắng ta dựa vào cái gì mà tin ngươi nữ nhân váy trắng khe cười mới bao lâu không gặp ngươi đã quên ta rồi sao ngươi nhìn rất quen mắt nhưng ngươi lại không giống bất kỳ người nào ta gặp thật kỳ lạ hạ thiên bất luận trí nhớ hay sức quan sát đều có thể sưng mạnh nhất thế giới trừ phi hắn lười nhớ người bằng không tuyệt đối gặp qua thì không bao giờ quên được tuy nhiên hắn nhớ mãi vẫn không ra đã gặp nữ nhân này ở đâu thật sự có chút khó tin điều này cũng chẳng có gì kỳ quái nụ cười nữ nhân váy trắng lại càng tăng lên bởi vì chúng ta đã từng giao phong nhiều lần nhưng chưa từng gặp mặt tuy nhiên ngươi sẽ không quên danh hào của ta mới đúng chứ bạch tiêm tiêm nhỏ giọng nói với hạ thiên thiên ca ca nàng ta chính là âm hậu hạ thiên hỏi vợ tiêm tiêm nàng xác định chứ Mặc dù hình dáng có chút thay đổi, nhưng hẳn 89 phần 10. Sau khi Bạch Tiêm Tiêm bước vào, nàng vẫn nhìn chằm chằm nữ nhân váy trắng không buông, đã có chút nắm chắc. Hạ Thiên cũng lười nói mấy lời khách sáo, trực tiếp hỏi, người chính là Âm Hậu. "Đúng, ta chính là Âm Hậu." Nữ nhân váy trắng không do dự gật đầu, còn bổ sung thêm một câu, "Bây giờ, ta đã là tiên hậu của Thiên Ngoại Thiên." A à, Cửu đang ở trong tay của ta ngươi nhất định phải nghe lời của ta mới cứu nàng ấy ra ngoài được hạ thiên khinh thường nói không cần phải như vậy bây giờ ta xử lý ngươi sau đó cứu cửu nha đầu ra cũng vậy thôi ngươi quá ngây thơ rồi nữ nhân váy trắng lắc đầu cười nói không nói trước ngươi có bản lãnh giết ta hay không cho dù ngươi giết được ta điều này cũng đồng nghĩa với việc ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết a à cửu ở đâu chứ đừng nói chi đến việc cứu nàng ta cứ bắt ngươi lại trước sau đó chậm rãi cha hỏi là cự dương hạ thiên vẫn không cảm thấy đây là vấn đề nan giải gì mặc kệ ngươi là âm hậu hay là tiên hậu dưới châm pháp của ta cam đoan ngươi sẽ ngoan ngoãn phối hợp nữ nhân váy trắng hơi thất vọng lắc đầu nói ta biết nghịch thiên bát châm của ngươi rất lợi hại nhưng nó không phải là vạn năng càng không phải không gì làm không được ngươi cho rằng tại sao ta lại gạt ngươi đến tiểu tiên giới chứ ta chẳng hứng thú biết vì sao cả hạ thiên hơi mất kiên nhẫn tóm lại hoặc ngươi nhanh chóng trả a à cửu cho ta hoặc bây giờ ta xử lý ngươi vạn lung vương thấy hai người này không thèm nhìn ông ta lửa giận càng bốc lên này hai người các ngươi chẳng để lão phu vào mắt nơi này tạm thời không có việc của ngươi ngươi cút sang một bên cho ta hạ thiên tiện tay vung vào mặt vạn lung vương buồn cười vạn lung vương cảm thấy mình bị làm nhục quá lớn quát lớn tiếng hơn ngươi cho rằng ngươi là ai Ngươi có thể tạo thành tổn hại gì cho lão phu a? À. Bốp, ông ta còn chưa nói hết câu, trên mặt đã chịu một bàn tay, đánh ông ta cả người như phát mộng, nửa ngày sau vẫn còn chưa tỉnh. Ta mặc kệ ngươi muốn chơi cái gì, ta nói với ngươi một lần cuối. Gương mặt Hạ Thiên khó có lúc tập trung, bây giờ, ngay bây giờ ngươi trả lại cửu nha đầu cho ta. Có như thế, ta mới tha cho ngươi một mạng, còn nếu không, ngươi chết chắc rồi. Ai cũng không cứu được ngươi. Nữ nhân váy trắng cũng không hề có chút sợ hãi, sau khi nghe tối hậu thư của Hạ Thiên xong, ngược lại còn mỉm cười, "Hạ Thiên, ngươi rốt cuộc là quá tự đại hay là cuồng đến mất trí? Ta biết tu vi của ngươi đã đạt đến độ kiếp kỳ, Ngịch Thiên Bát Châm cũng đạt đến đệ thất châm. Tuy nhiên, hiện tại ngươi cũng chỉ có tu vi Kim Đan kỳ, Ngịch Thiên Bát Châm cùng lắm cũng mới đến đệ tứ châm mà thôi. Còn ta đã đạt đến tu vi độ kiếp kỳ." ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói với ta mấy lời đó sao? Tu vi của ngươi liên quan cái rắm gì đến ta? Hạ thiên cực kỳ khó chịu, cho dù ngươi là thần tiên, chọc giận ta, ta vẫn có thể xử lý ngươi như thường. Mồm mép ngày càng trôi chảy nhỉ, nữ nhân váy trắng thở dài, vô cùng khinh thường nói, nhưng mồm mép thì chẳng hù dọa được bất kỳ ai, cũng không cứu được A Cửu. Ta nói cho ngươi lần cuối, muốn cứu A Cửu, ngươi hãy chơi với ta một trò chơi, Quy tắc thì do ta định. Nói đúng ra là ngươi không muốn phối hợp, Hạ Thiên nhếch miệng. Nữ nhân váy trắng thản nhiên nói, phối hợp, ngươi xứng sao? Vậy ngươi cũng đừng trách ta. Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt nữ nhân váy trắng, một quyền nặng nề đánh vào bụng nàng ta. Bành! Cú đấm vô cùng bạo lực, kinh phong nổ tung muốn nổ sụp một nửa Ngọc trụ cung. Tốc độ không tệ, nhưng sức mạnh vẫn còn kém một chút nữ nhân váy trắng lông tóc không thương thái độ không hề có chút thay đổi đây chính là thực lực mạnh nhất của ngươi sao hạ thiên cảm giác được có chút không đúng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục đánh ra một quyền quyền sau nặng hơn quyền trước nhanh hơn quyền trước nhưng nữ nhân váy trắng giống như đang chơi đùa với một đứa bé hời hợt vuốt phe nắm đấm của hạ thiên bạch tiêm tiêm cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng quỷ dị trước kia hạ thiên luôn trêu đùa đối thủ bây giờ chính hắn ta gặp phải tình huống này sau khi đánh một hồi hạ thiên bỗng thu nắm đấm lại ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân váy trắng lời gì cũng không nói bởi vì hắn phát hiện nữ nhân váy trắng trước mắt chỉ là một hư ảnh phân thân bất kể công kích như thế nào cũng đều uổng phí sức lực hiểu rồi à nữ nhân váy trắng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nhếch miệng tươi cười ta còn tưởng rằng ngươi trâu bò lắm chứ nhất định phải vắt kiệt sức của mình mới có thể dừng lại. Hạ Thiên không để ý đến mấy lời nói nhảm, chỉ hỏi cửu nha đầu ở đâu. A à, cửu đang ở thiên ngoại thiên, bị ta nhốt trong đại lao. Nữ nhân váy trắng bỗng dưng đưa tay điểm vào hư không một điểm, chỉ thấy một luồng huynh quang sáng lên trong ngọc trụ cung, bên trong huỳnh quang hiện lên một số hình ảnh. Trong hình ảnh, A à cửu ngồi dựa vào một cái ghế thoải mái, dễ chịu, đang tập trung tinh thần xem một quyển sách ông kính kéo xuống, có thể nhìn thấy được sáu cây cột trong suốt to bằng nắm đấm, cắm đều xuống đất. Vừa lúc vây a à cửu chính giữa. Thiên ca ca, đây là trận pháp. Bạch tiêm tiêm nghi hoặc hỏi. Hạ Thiên gật đầu. Đây là lục trọng thần quang thiên lao mà ta nghiên cứu ra được. Nữ nhân váy trắng không khỏi nở nụ cười đắc ý, nói với Hạ Thiên: Thiên lao này đang ở thiên ngoại thiên. Nếu ngươi cảm thấy mình có thực lực này, bây giờ ta có thể dẫn ngươi đến thiên ngoại thiên. Hạ Thiên hiển nhiên không tin tưởng nữ nhân váy trắng, người có lòng tốt như vậy sao? Điều này không có liên quan gì đến lòng tốt hay không, chỉ là muốn ngươi chết đi ý định hủy thiên lao. Nữ nhân váy trắng kiêu ngạo nói, thiên lao này lấy lục trọng thiên tiểu tiên giới làm khung, ngươi muốn đánh vỡ thiên lao, trừ phi ngươi có được thực lực độ kiếp kỳ đỉnh phong, hoặc nghịch thiên bát châm của ngươi đột phá đến đệ bát châm. Bằng không, cho dù ngươi có dùng lực bao lớn để công kích trận pháp, A cửu trong lao cũng sẽ thương tổn gấp đôi. Người đánh ba lần, nàng ta sẽ trực tiếp bị đánh chết. Cho nên người tốt nhất nên từ bỏ ý niệm đầu tiên vừa lóe lên trong đầu ngươi đi. Điều này người hẳn nắm chắc tâm lý chứ đúng không? Hạ Thiên xác thực nắm chắc tâm lý, nhưng hắn không hề hốt hoảng. Bất kể như thế nào, khi biết A cửu không có việc gì, hắn rất yên tâm. Nói thẳng đi, người muốn làm gì? Hạ Thiên lười biếng hỏi ta chỉ muốn chơi với ngươi một trò chơi. Nữ nhân váy trắng thấy Hạ Thiên chịu nhượng bộ, không khỏi mỉm cười, một trò chơi rất dễ chơi. Hạ Thiên thản nhiên nói, người muốn chơi như thế nào? Rất đơn giản, nữ nhân váy trắng cười nói, chỉ cần ngươi xử lý tất cả trưởng môn sáu trọng thiên trước, hấp thu sức mạnh của bọn họ, như vậy, sáu thần quang trụ trong thiên lao sẽ sáng lên. Đến lúc đó, ngươi có thể cứu A cửu ra trong vòng 10 phút hạ thiên cảm thấy trong đó có trá hoài nghi hỏi chỉ đơn giản như vậy thôi sao chỉ đơn giản như vậy thôi nữ nhân váy trắng thản nhiên nói nhưng có hai điều kiện tiên quyết người nhất định phải tuân theo hạ thiên hiển nhiên đã sớm có dự liệu nhếch miệng nói nói đi nữ nhân váy trắng nói tiếp thứ nhất người chỉ có thể sử dụng nghịch thiên bát châm nếu ngươi sử dụng công pháp khác a cửu trong thiên lao sẽ bị trừng phạt hạ thiên khinh thường nói không cần thì không cần đám ngu mốc đó một người một quyền liền xử lý nữ nhân váy trắng cười như không cười nhìn hạ thiên thứ hai người nhất định phải bắt đầu lại từ đầu điều này có ý gì hạ thiên nhìn chằm chằm nữ nhân áo trắng cái gì gọi là bắt đầu lại từ đầu nữ nhân váy trắng cũng không trực tiếp trả lời ngón tay lật một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một viên dược hoàn đen đỏ giao nhau uống viên thuốc này, công lực toàn thân của ngươi sẽ tan hết. Ta cho ngươi bảy ngày, nếu trong kỳ hạn ngươi không đến được thiên ngoại thiên, A Cửu sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, thậm chí tất cả nữ nhân bên ngoài của ngươi cũng có thể chết. Thế nào, ngươi dám uống không? Thiên ca ca, đừng uống. Bạch tiêm tiêm vô thức nắm tay hạ thiên, nàng ta nhất định muốn lừa ngươi, ngươi tuyệt đối đừng để mắc lừa. Nữ nhân váy trắng lạnh lùng nhìn bạch tiêm tiêm, ngươi cầm miệng đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Ta hoài nghi ngươi không phải âm hậu, là người khác giả mạo. Bạch tiêm tiêm không chút yếu thế đáp lại nữ nhân váy trắng, thiên ca ca, nhất định sẽ có cách cứu cửu tỷ tỷ, không cần thiết phải nghe nàng ta. Vợ tiêm tiêm, nàng nói đúng, ta đích thật không cần thiết phải nghe nàng ta. Hạ thiên nhìn nữ nhân váy trắng, hờ hững nói, làm sao để cứu cửu nha đầu, trong lòng ta có nắm chắc, ngươi thật sự cho rằng có thể mượn cơ hội khống chế ta sao không ngươi sai rồi nữ nhân váy trắng lại cười điều này chẳng liên quan gì đến khống chế hay không khống chế cả ngươi muốn chơi trò chơi này ngươi nhất định phải tuân thủ quy tắc do ta quyết định nếu ngươi không muốn chơi tùy ngươi thôi nhưng ngươi không cứu a cửu ra được đâu hạ thiên mỉm cười hỏi lại nếu ta cứu được thì sao vậy thì chúc mừng ngươi Nữ nhân váy trắng thờ ơ nói: "Điều này đối với ta mà nói cũng chẳng tổn thất gì, nhưng về sau ngươi không cần xưng mình là đệ nhất thiên hạ nữa." Ngay cả chút khiêu chiến nho nhỏ đó cũng không dám tiếp nhận, bất luận đảm lượng hay khí phách đều kém xa, thật sự không xứng. "Ngươi chẳng làm gì, cũng chẳng bỏ ra cái giá gì mà muốn chơi cùng với ta." Thái độ của Hạ Thiên không được thích thú cho lắm, người cảm thấy ta khờ hay ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi? nữ nhân váy trắng trào phúng người tốt nhất nên nhanh chóng đưa ra quyết định sinh tử a cửu nằm trong một ý niệm của ngươi người tốt nhất đừng nên có ý đồ xấu ta đã sớm hiểu rõ ngươi thậm chí còn hiểu hơn chính ngươi cách mà ngươi có thể nghĩ ra ta đã sớm có ứng đối cho nên ngươi đừng nên lãng phí thời gian nữa không đợi hạ thiên lên tiếng nàng ta đã nói tiếp ngươi kéo dài thời gian đơn giản chỉ muốn kiểm tra xem có thể dùng châm pháp khống chế hư ảnh hóa thân của ta hay không, sau đó nghĩ cách đánh ngược về bản thể của ta, dùng cái này làm điều kiện bức ta nhượng bộ. Hạ thiên im lặng, ánh mắt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Người cũng đừng nghĩ đến chuyện làm bừa, khóe môi nữ nhân váy trắng nhếch lên, nhìn chằm chằm hạ thiên, ta biết nghịch thiên bát châm có thể cải tử hồi sinh, nhưng nếu ngươi làm loạn, thiên lao sẽ trực tiếp nghiền A cửu thành bột mịn, thần hồn câu diệt. Cho dù ngươi học xong nghịch thiên bát châm cũng không cứu được nàng ta." Hạ Thiên thản nhiên nói, "Ngươi có biết ngươi đang muốn chết hay không? Với tu vi của ngươi bây giờ, còn chưa đủ tư cách nói với ta lời này." Nữ nhân váy trắng khinh thường nói, "Muốn giết ta, ngươi đến thiên ngoại thiên thử đi." A Cử tuyệt đối sẽ chết trước mặt của ta. Cho đến bây giờ, Hạ Thiên chưa từng bị người ta uy hiếp qua như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng hắn không dám lấy mạng của A Cửu ra đánh cược. Được rồi, những gì cần nói ta đã nói xong. Nữ nhân váy trắng xòe bàn tay với Hạ Thiên, biểu hiện trở nên nhạt nhẽo, hoặc uống nó, tiếp tục chơi trò chơi này, hoặc ngươi không uống, sau đó A Cửu hồn phi phách tán. Đến lúc đó ngươi có thể giết ta cho hả giật, thế nào, quyết định xong chưa? Hạ Thiên chậm rãi lấy viên thuốc trong lòng bàn tay nữ nhân váy trắng, ngươi tốt nhất đừng nên dở trò nếu a cửu thiếu một cọng tóc ta cam đoan ngươi tuyệt đối chết chắc ai cũng không cứu được ngươi yên tâm đi chỉ cần ngươi tuân thủ quy tắc ta sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn đó đâu nữ nhân váy trắng cười khẽ huống hồ vừa rồi ngươi lén lút châm ta một châm không phải ta cũng không tránh sao hạ thiên có chút ngoài ý muốn ngươi nhận ra nữ nhân váy trắng mỉm cười hỏi lại nói thế nào ta cũng là tu tiên giả độ khiếp kỳ phát hiện chút động tác nhỏ của tu tiên giả Kim Đan kỳ, chẳng lẽ là chuyện gì đáng đắc ý sao? Bạch Tiêm Tiêm kỳ quái hỏi, nếu đã sớm biết, vì sao ngươi lại không né tránh? Không cần phải như vậy, nữ nhân váy trắng thu tay, giấu tay áo sau lưng, uống thuốc đi, ta có thể mang các ngươi đến gặp A Cửu. Đương nhiên chỉ có 10 phút, sau khi gặp A Cửu xong, trò chơi bắt đầu. Hạ Thiên cảm thấy chẳng có cái gì cần phải cân nhắc uống luôn viên thuốc xuống bụng, đi, dẫn ta đến gặp cửu nha đầu. Rất tốt, nữ nhân váy trắng rất hài lòng với phản ứng của Hạ Thiên, tay sau lưng bỗng nhiên vung lên, chỉ thấy một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ba người bên trong. Tiếp theo, thần quang lóe lên, ba người lập tức biến mất khỏi ngọc trụ cung. Lúc này, vạn lung vương mới khôi phục lại bình thường. Vừa nãy, sau khi chịu của Hạ Thiên một bà tai xong, Ngũ giác của ông ta giống như bị tước đoạt, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, không cảm giác thấy, giống như biến thành một pho tượng. Chờ sau khi ông ta lấy lại tinh thần, bên trong đại điện chỉ còn lại một mình ông ta. Nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó, trong lòng ông ta dâng lên một sự bất an mãnh liệt. Không được, ta phải đến gặp Bồng Lai Vương một chút. Vạn Lung Vương do dự một hồi, sau đó lẩm bẩm, kiếp số tiểu tiên giới sắp đến rồi nếu không chuẩn bị trước, chúng ta sẽ dẫm vào vết xe đổ ngàn năm trước. Vạn Lung Vương không để ý đến cung điện bị phá hư và thương thế của đệ tử, triệu ra một vệt thần quang, rất nhanh biến mất. Thiên ngoại thiên, bên trong một đình viện. A à Cửu đang đọc sách trong thiên lao, gương mặt không hề có sự lo lắng và u buồn khi bị giam giữ, ngược lại còn rất nhàn nhã. Một lát sau, một vệt thần quang sáng lên trong đình viện, sau đó ba bóng người chậm rãi xuất hiện. Sao, A Cửu đặt quyển sách xuống, đưa mắt nhìn bóng người bên trong thần quang, vô thức hỏi người thật sự đến sao. Ba người này dĩ nhiên là Hạ Thiên, Bạch Tiêm Tiêm, còn có nữ nhân váy trắng. A Cửu đang nói với Hạ Thiên. Cửu nha đầu, nàng không muốn ta đến à. Hạ Thiên mỉm cười nói với A Cửu. A Cửu lườm hắn một cái, người vẫn giống như vậy. Ta có nhớ quỷ cũng không nhớ ngươi hạ thiên lắc mình đến trước mặt a cửu kết quả lại bị bình chướng thiên lao chặn lại hắn quay đầu nói với nữ nhân váy trắng mau rút cái thứ này lại cho ta thiên lao đã thành trừ phi phá trận còn không bất cứ kẻ nào cũng không vào được nàng ấy cũng không ra được mặt nữ nhân váy trắng không thay đổi lắc đầu nói cho nên thứ cho ta lực bất tòng tâm hạ thiên khó chịu nói vậy thì phá trận chứ sao trí nhớ của ngươi đúng là tệ nữ nhân váy trắng đã sớm có sự liệu với phản ứng của Hạ Thiên, ta không thể không nhắc nhở ngươi lần nữa. Nếu ngươi làm loạn, A Cửu sẽ chịu tội gấp bội. A Cửu cũng khuyên nhủ, được rồi, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ngươi đừng nên làm loạn. Trận pháp này không phải nói đùa, bây giờ ngươi không thể nào mở ra được. Nhưng như vậy, làm sao ta có thể ôm nàng, thân thiết với nàng đây? Hạ Thiên phàn nàn, dù sao, nàng rời ta đi lâu như thế, nàng nhất định rất nhớ ta đúng không là phu quân ta phải trấn an nàng một phen trấn an cái đầu ngươi đấy ta à, cửu bất đắc sĩ sờ chán ngươi không phải muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi của ta sao còn nói giống như tốt với ta lắm vậy hạ thiên mỉm cười nói cửu nha đầu ta đương nhiên muốn tốt cho nàng rồi trong khoảng thời gian này nàng chịu đủ nỗi khổ tương tư ta rất hiểu cho nên ta chỉ muốn cho nàng chút ngon ngọt mà thôi Nguyễn đi a cửu lại nguyết hắn nói thẳng chuyện chính đi ở phương diện này ngươi sẽ nói mãi không dứt hạ thiên nghiêm túc nói cửu nha đầu đây chính là chính sự bớt đi a cửu chậm rãi đứng lên đến mép thiên lao nhìn hạ thiên ta biết ngươi đến cứu ta nữ nhân kia nhất định đã đưa ra điều kiện rất hà khắc ngươi tuyệt đối đừng nên đáp ứng nàng ta mặc dù ta không biết nàng ta đang dở cho quỷ gì nhưng nhất định không có ý tốt cửu nha đầu người yên tâm đi trong lòng ta có nắm chắc hạ thiên khoát tay ra hiệu không muốn nói chuyện khác ta không có hứng thú với chuyện khác bây giờ ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi nàng a à, cử nhìn hạ thiên được ngươi hỏi đi cử nha đầu nàng có nhớ ta hay không hạ thiên hỏi chỉ là cái này a à, cử mở to mắt ngươi chỉ muốn hỏi cái này đúng ta chỉ muốn biết cái này hạ thiên thành thật đáp A à, Cửu cảm thấy mình có chút không thể nói nổi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết nữ nhân kia rốt cuộc có thân phận gì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta đã trải qua chuyện gì ở đây à? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết thân thế của ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nàng ta bày ra nhiều trò như thế là để làm gì? Chẳng lẽ ngươi không hiểu? Ừm, tất cả những thứ này, ta đều không muốn biết. Hạ Thiên mỉm cười nhìn A à Cửu, nhìn thấy nàng không sao những chuyện khác đều không quan trọng nàng có nhớ ta hay không đó là điều quan trọng nhất nàng nhất định phải nói cho ta biết Ta cửu im lặng nhìn chằm chằm hạ thiên cả nửa ngày sau đó thấp giọng nói một câu nhớ cửu nha đầu nàng nói cái gì hạ thiên nghiêng lỗ tai gương mặt tràn đầy nghi hoặc quá nhỏ ta không nghe thấy ta nói ta nhớ rất nhớ rất rất nhớ con mẹ nó rất nhớ ngươi hài lòng chưa a cửu thở phì phò giống to vào tai hạ thiên hạ thiên gật đầu tốt rất có tinh thần nhưng nếu nàng đã nhớ ta như thế vậy gọi ta thêm mấy tiếng phu quân đi cái này có cần thiết không a cửu ngẩn người biểu hiện do dự hạ thiên trịnh trọng nói có rất cần thiết nếu nàng gọi ta một tiếng phu quân ta sẽ càng có động lực hơn hạ thiên nghiêm túc nói xử lý đối thủ nào cũng đều không đáng kể rất nhanh Ta sẽ cứu được nàng ra." A Cửu khẽ thở dài, "Có chút ấy náy, nói cho cùng vẫn là lỗi của ta, liên lụy mọi người. Sớm biết như thế, ta sẽ không đi tìm thân thế, thành thật ở lại giang hải hoặc kinh thành thì tốt hơn." Cửu Nha đầu, nàng nói sai rồi." Hạ Thiên khoát tay, không tán đồng lời nói của A Cửu, "Ngươi là nữ nhân của ta, ngươi có chuyện, là phu quân, ta đương nhiên phải ra tay." Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa nào nhắc đến chuyện liên lụy hay không liên lụy lần sau nếu nàng còn nói như vậy nữa ta sẽ đánh nàng đấy a cử mở to mắt nhìn hạ thiên hơi hiếu kỳ hỏi thật ra ta không thể hiểu nổi tại sao tâm trạng của ngươi lại tốt như thế chẳng lẽ trước giờ ngươi không bị phá phòng phá phòng phá cái gì phòng hạ thiên mờ mịt hỏi cử nha đầu nàng nói chính là đánh nhau sao đánh cái đầu ngươi đấy lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau. ta à, cửu lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức nói với Hạ Thiên: được rồi, nếu ngươi đã đến, ta không nói mấy chuyện đừng cứu ta nữa. lúc này già mồm cũng không có ý nghĩa, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, nữ nhân kia làm nhiều chuyện như vậy, nhất định là có đại âm mưu. cửu nha đầu, nàng yên tâm đi. Hạ Thiên làm bộ giống như tính trước, dù sao cũng có ta ở đây, nàng ta sẽ không đả thương được mọi người đâu mặt nữ nhân váy trắng từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi đứng bên cạnh hoàn toàn không phản ứng với lời nói của hạ thiên và a cửu chỉ nhắc nhở một câu các ngươi còn hai phút hạ thiên khó chịu lườm nữ nhân váy trắng một chút đừng quấy dày ta và cửu nha đầu nói chuyện nếu không ta đánh ngươi đấy a cửu phát hiện hạ thiên và nữ nhân này có một sự ăn ý kỳ lạ không khỏi hỏi hạ thiên nàng ta rốt cuộc muốn làm gì cửu nha đầu nàng đừng gọi tên của ta, nàng phải gọi ta là phu quân. Hạ thiên trịnh trọng sửa lại, bây giờ nàng gọi nhanh lên. Gọi cho êm tai một chút, nghe xong, ta còn phải đi làm nữa. Gọi ở đây sao, ta cửu hơi do dự, nếu không thì thôi vậy. Chờ chúng ta rời khỏi nơi này, trở về Giang Hải, ta sẽ gọi. Ta cam đoan sẽ gọi ngươi đến phát nôn thì thôi. Hạ thiên lắc đầu, dùng giọng điệu không cho từ chối, cửu nha đầu, ngươi không gọi, ta không có động lực. Phu quân, A Cửu hơi xấu hổ, nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó quay mặt đi chỗ khác. Hạ Thiên chớp mắt, gương mặt toàn là sự nghi ngờ, Cửu nha đầu, nàng gọi ta, tại sao ta lại không nghe thấy? Phu quân, A Cửu biết rõ Hạ Thiên đang giả bộ, nhưng vẫn cao giọng gọi lại một lần nữa. Vẫn không nghe thấy, Hạ Thiên lại nhe răng, lắc đầu nói: "Này, người đủ rồi đấy, ngươi rõ ràng nghe thấy mà a cửu tức giận chừng mắt nhìn hạ thiên cho dù ta có gọi nữa ngươi cũng giả bộ không nghe bắt ta gọi lại lần nữa cho mà xem hạ thiên vẫn còn chưa thỏa mãn nhưng hắn biết ra mặt a cửu mỏng dù sao cũng còn nhiều thời gian cũng không nhất thiết phải ép nàng quá hắn nói được rồi cửu nha đầu nàng hãy ngoan ngoãn ở lại đây ta rất nhanh có thể cứu nàng ra tâm tình thì đã xong ngươi không nói thêm vài câu nữa sao nữ nhân váy trắng thản nhiên nói, còn một phút nữa. Đương nhiên còn chưa nói xong, tâm tình thì nói đến bao giờ mới hết chứ. Hạ thiên lười biếng trả lời. Nữ nhân váy trắng cười như không cười nhìn hạ thiên, vậy ta cho thêm các người mấy phút nữa. Hạ thiên nhếch miệng, không cần phải như vậy, chờ ta cứu A cửu trở về Giang Hải, chúng ta mỗi ngày đều có thể nói chuyện. Trò chơi đã có thể bắt đầu chưa? Biểu hiện nữ nhân váy trắng trở nên lãnh đạm, Nhớ kỹ quy tắc mà ta đã nói, tốt nhất đừng nên làm trái. Ngươi chỉ có 7 ngày, sau 7 ngày, nếu ngươi còn chưa đến Thiên Ngoại Thiên, ngươi không còn bất kỳ giá trị lợi dụng gì nữa. Không cần 7 ngày, mặt Hạ Thiên hiện lên sự khinh thường, chỉ cần 3 ngày, ta có thể đến đây xử lý ngươi, cứu a cửu ra. Tốt nhất là như vậy, ta đang rất mong chờ. Nữ nhân váy trắng tuyệt không tức giận, ngược lại còn cao hứng, quay sang nhìn Bạch Tiêm Tiêm. Tiểu cô nương, người định làm như thế nào? Ở lại chỗ ta hay là đi theo Hạ Thiên? A cửu lên tiếng, vẫn nên để tiêm tiêm đi theo ngươi. Tính tình của ngươi dễ xúc động, nếu bên cạnh không có người canh chừng, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện lớn. Hạ Thiên bất mãn nói, cửu nha đầu, nàng quá xem thường phu quân của mình rồi đấy. Đây không phải xem thường, mà là hiểu ngươi quá rõ. A cửu nhăn mũi. Tức giận nói, y tỷ tỷ cũng thường xuyên nói với ta như thế. Cho nên, nàng không giống như những người khác, lúc nào cũng thuận theo ngươi. Hạ Thiên một chút cũng không đồng ý với A Cửu, sau khi nghe A Cửu nói, hắn chỉ có một suy nghĩ, vợ y y đúng là lớn rồi không biết nghe lời. Bạch Tiêm Tiêm lên tiếng, Thiên ca ca, để ta đi theo ngươi. Không cần, Hạ Thiên khoát tay nói với Bạch Tiêm Tiêm, nàng ở lại đây nói chuyện với Cửu nha đầu. Thuận tiện canh chừng nữ nhân này, đừng để nàng ta làm loạn. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc ta sẽ lên thôi. Vậy cũng được, Bạch Tiêm Tiêm gật đầu. Ta à, cửu biết Hạ Thiên đã đưa ra quyết định, trên cơ bản sẽ không thay đổi, cũng không khuyên giải nữa, chỉ nhắc nhở, Hạ Thiên, người phải nhớ cho kỹ, mọi thứ không phải lúc nào cũng chém chém giết giết mới có thể giải quyết, cần phải động não nữa. Cửu nha đầu, có vẻ như nàng đang chê bai ta thì phải. Hạ Thiên không vui, nói với A Cửu, "Lão công nàng là người thông minh nhất thiên hạ, ta lúc nào cũng chém chém giết giết chứ. Ta luôn luôn lấy lý phục người mà." A Cửu đột nhiên không cách nào phản bác được. Nữ nhân váy trắng lên tiếng, "10 phút đã hết." Hạ Thiên khoát tay, làm ra vẻ lạnh nhạt, cửu nha đầu, "Ta đi đây. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ đến cứu nàng." Nói xong, hắn quay sang nói với Bạch Tiêm Tiêm, "Vợ Tiêm Tiêm, Nàng ở đây với Cửu nha đầu chờ ta trở lại nhé." Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một vệt thần quang bao phủ hạ thiên, trong nháy mắt đã truyền tống hắn đi. Một lát sau, A Cửu bỗng nhiên thở dài, diễn kịch mệt mỏi quá, người nói hắn có phải đã nhìn ra không? Bạch Tiêm Tiêm ngẩn ra, mơ hồ nhìn chung quanh, sau đó chỉ vào mình, "Cửu tỷ tỷ, người đang nói chuyện với ta phải không?" "Không phải." A Cửu chậm rãi bước đến mép trận pháp, nói với nữ nhân váy trắng dạ ngọc nghị phương pháp này của ngươi dùng được không vậy mặt nữ nhân váy trắng không thay đổi ngươi nói sao ta cảm giác sẽ không thành công ta cử cúi đầu suy tính vài giây sau đó khẽ lắc đầu hắn quá thông minh muốn lửa hắn rất khó ta lại không có khả năng diễn xuất quan trọng không phải là diễn xuất mà là hiệu quả thật thật giả giả nữ nhân váy trắng thản nhiên nói hắn là ai ta còn biết rõ hơn cả ngươi nếu tất cả đều là thật, cứ trực tiếp ra tay, không cần do dự. Nếu tất cả là giả, hắn sẽ không nghiêm túc, chỉ có nửa thật nửa giả, hắn mới cảm thấy hứng thú, mới có thể chơi, mới có thể tập trung mà làm. Ta không hiểu, A à Cửu lắc đầu. Bạch Tiêm Tiêm cũng không hiểu, hoàn toàn không biết hai người này đang nói cái gì, nhưng nàng cũng hiểu được một điều, hai người kia là cùng một bọn, Cửu Tỷ Tỷ, các người đây là a à cửu mỉm cười nói với bạch tiêm tiêm đúng chúng ta đang diễn trò diễn cho cái đổ lưu manh kia xem bạch tiêm tiêm nghi hoặc chỉ vào nữ nhân váy trắng nàng ta không phải âm hậu sao nghiêm chỉnh là nói cơ thể là âm hậu nhưng ý thức lại không phải a à cửu giải thích với bạch tiêm tiêm nàng là dạ ngọc mị là yêu mị từ hạ thiên thích nhất tu tiên giả độ kiếp kỳ yêu tinh xuyên qua từ tiên vân đại lục ta tưởng chừng như ngươi đang khen ngợi ta đấy biểu hiện nữ nhân váy trắng lạnh nhạt nhếch miệng cười lạnh nhưng tính tình của ngươi và y tiểu âm không giống nhau lắm a cửu nhếch miệng đương nhiên không giống bởi vì chúng ta vốn dĩ là hai người cũng đúng nếu là y tiểu âm nàng ta nhất định sẽ không phối hợp với ta nữ nhân váy trắng khoanh tay lạnh lùng nói y tỷ tỷ làm người rất có chuẩn tắc sẽ không dễ dàng thay đổi dù sao a cửu cũng ở chung với y tiểu âm nhiều năm không thích người khác nói xấu y tiểu âm, không khỏi giải thích, ngươi làm những việc này cũng là để suy nghĩ cho hạ thiên, cũng là suy nghĩ cho chúng ta, thậm chí cho tất cả nhân loại trên trái đất, nhưng nó lại cần hy sinh rất nhiều người vô tội. Nàng ấy sẽ không đồng ý phối hợp với ngươi. Vô tội? Ha ha, toàn bộ tiểu tiên giới chẳng có ai là vô tội cả. Nữ nhân váy trắng cười nhạo, tiểu tiên giới nằm trên thế tục giới nhiều năm, trăm năm qua đều hút hết linh khí trên trái đất tự cho mình là thần tiên nhưng không hề có suy nghĩ thương dân yêu dân xem người bình thường như sâu kiến loại người này nếu ở tiên vân đại lục ta đã sớm thuận tay giết sạch rồi cho nên đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta ta à, cửu lắc đầu người đến từ tiên vân đại lục trời sinh chính là tu tiên giả tam quan cũng là tu tiên giả ta và y tỷ tỷ chỉ là người bình thường là phàm nhân trong miệng các ngươi nữ nhân váy trắng mỉm cười Ngươi không phải phàm nhân, ngươi không phải đã biết thân thế của mình rồi sao? Thân thế cái giám, ta cửu cao mày, ta không muốn nhận loại người đó làm cha. Nữ nhân váy trắng lại nói: Nếu sát tâm Hạ Thiên nổi lên, cha ngươi cũng có thể là mục tiêu của hắn. Vì sao vừa rồi ngươi không nhắc nhở Hạ Thiên? Không cần phải như vậy. Ta cửu thản nhiên nói: Ngươi nói thật ra không sai, trong tiểu tiên giới không có người vô tội. Ban đầu nam nhân kia cũng không phải người tốt lành gì, chết thì chết thôi. Ngược lại người đấy, người không sợ hạ thiên khám phá ra người cải bẫy, sau đó giận lây sang người sao. Nữ nhân váy trắng tuyệt không lo lắng, sợ cái gì. Làm những chuyện này đều là âm hậu, liên quan gì đến dạ ngọc mị ta. Người còn âm hơn cả âm hậu, ta cửu không khỏi thở dài, khó trách hạ thiên lại thua trong tay ngươi, còn bị thua nhiều lần cũng không biết ngươi có mị lực lớn hay hắn chỉ cần gặp ngươi là biến thành đồ ngốc. Trong này đương nhiên có bí quyết, ngươi muốn học không? Nữ nhân váy trắng mỉm cười, ta có thể dạy ngươi. Bồng lai phúc địa, bích du cung. Tất cả đệ tử trong môn đều tập trung trên quảng trường trước cung điện. Những người đứng hàng trước nhất chính là cao tầng của bồng lai phúc địa và hai người vạn lung động thiên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên một đài cao nhất ở đó cột một nữ nhân mặc áo cưới màu đỏ, là cửu công chúa bồng lai phúc địa hỏa cửu linh. Biểu hiện của phương hồ quân vô cùng nghiêm khắc, lạnh giọng nói với hỏa cửu linh, linh nhi, ta hỏi ngươi một lần cuối, hai người kia rốt cuộc có thân phận gì, liên quan gì đến ngươi? Hỏa cửu linh dường như đã chịu qua hình phạt, không còn khí lực để nói chuyện, nhị thúc, ta đã nói rồi, ta thật sự không biết bọn họ. Đánh giám, liệt hỏa trưởng lão trên người vẫn còn vết thương chưa lành giận dữ chỉ tay vào hỏa cửu linh mà mắng ngươi không biết bọn họ vậy vì sao bọn họ lại đại náo lễ đính hôn vì sao lại giúp ngươi đả thương đồ đệ của ta hỏa cửu linh vô lực giải thích đây chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi ta thấy ngươi chính là con vịt chết mạnh miệng liệt hỏa trưởng lão nhớ đến chuyện lúc trước lửa giận trong lòng khó bình ngươi còn xui bọn chúng lên trọng thiên bên trên rõ ràng đã sớm có mưu đồ nói người có phải là gian tế của một số thế lực nào bên ngoài hay không thông đồng ngoại địch ý đổ lật đổ tiên giới muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do hỏa cửu linh cười lạnh khinh thường giải thích linh nhi người nhất định phải bước tất cả đến tình cảnh lúng túng như vậy sao phương hồ quân tức giận không thôi biểu hiện hiên ngang lẫm liệt của nàng đã hại bồng lai phúc địa phải thừa nhận lửa giận của vạn lung động thiên là các ngươi ép ta hỏa cửu linh nghe xong không khỏi biến sắc nghiêm túc phản bác ta đã nói từ trước ta đã có người yêu không có khả năng gả cho người khác nhưng các ngươi vì muốn lấy lòng vạn lung động thiên nhất định ép ta đính hôn với nhạc siêu phàm được vì đại cục vì tình lang ta đồng ý nhưng các ngươi lại lật lọng giết chết người ấy còn muốn ta làm lô đỉnh cho nhạc siêu phàm bây giờ vì lửa giận của vạn lung động thiên các ngươi lại muốn hiến tế ta ngươi còn là người không làm càn, sắc mặt phương hồ quân đỏ lên, giận dữ khiển trách người rõ ràng cưỡng từ đoạt lý. Hôn nhân đại sự vốn là lệnh của phụ mẫu, người sinh ra ở bồng lai phúc địa, vốn nên lấy tông tộc làm trọng, nhưng ngươi lại xuống hạ giới, còn cùng phàm nhân châu thai ám kết, chính là làm bại hoại thanh danh toàn bộ tiên giới chúng ta. Nhạc công tử khoan dung độ lượng, không để ý đến sự phóng đáng của ngươi, vẫn muốn lấy ngươi, thật lòng đính hôn kết quả ngươi lại dẫn người ngoài đến, thiếu chút nữa để hắn đánh chết nhạc công tử. Ngươi chính là độc phụ tội ác tài trời. Chật chật chật, hỏa cửu linh không khỏi cười nhạo, phương hồ quân, ngươi không làm bồng lai vương thì thật là đáng tiếc. Trước khi cha ta bế sinh tử quan, ông ấy nên sớm tặng lại vị trí này cho ngươi mới đúng. Đừng nói những thứ vô dụng này nữa. Phương Hồ Quân thản nhiên nói, trước khi đại ca bế quan đã giao đại quyền quản lý toàn bộ công việc của bồng lai cho ta, nhất là hôn sự của ngươi do chính đại ca chỉ định. Tất cả những chuyện có liên quan đến sinh tử tồn vong của bồng lai phúc địa, ta đều có thể chuyên quyền độc đoán. Nói nhiều như vậy, không phải là do ngươi sợ sao. Ngay cả một trưởng lão của vạn lung động thiên cũng không dám đắc tội, đúng là nhục. Hỏa cửu linh trào phúng, cho nên, cửu công chúa ta không có giá trị bằng mặt mũi của ngươi. Quả nhiên minh ngoan bất linh, phương hồ quân thất vọng vô cùng, lắc đầu nói vì hai người ngoài mà ngươi không tiếc đẩy bồng lai phúc địa vào hiểm địa. Nếu không giết ngươi, ta dùng cái gì để trấn an nhân tâm, dẹp tan lời đồn. Muốn giết thì cứ giết, hỏa cửu linh dứt khoát phò đã mẻ không sợ rơi, ngẩng đầu thật cao, bây giờ, ta ngược lại hy vọng hai người kia có thể giết hết bầu trời này. Tiên giới bẩn thỉu này vẫn nên hủy diệt sớm một chút. Phương Hồ Quân không nhìn hỏa cửu linh nữa, quay sang nói với liệt hỏa trưởng lão, liệt hỏa trưởng lão, Nàng ta đã không còn thuốc nào cứu được, ngài xem đã có thể bắt đầu được chưa? Tốt, trước giết chết nữ tiện nhân này, món nợ khác chậm rãi tính sau." Liệt Hỏa trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài, lệnh khởi, mời thiên phạt, hàng thần uy. Trong lòng Hỏa Cửu Linh bi thương vô cùng, không nghĩ đến nàng Đường Đường là cửu công chúa Bồng Lai nhưng lại rơi vào kết cục như thế này. Ở sâu trong lòng nàng nàng thật sự hy vọng đôi nam nữ kia có thể đánh vỡ màn trời trùng điệp, đánh nát cái gọi là tiểu tiên giới này. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen kéo đến, toàn bộ bồng lai phúc địa trong nháy mắt tối sầm. Chuyện gì xảy ra vậy? Liệt hỏa trưởng lão không hiểu chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ ta còn chưa niệm chú ngữ xong, tại sao thần uy đã sớm phát động rồi? Phương Hồ Quân ngạc nhiên nhìn biến hóa trên bầu trời, lẩm bẩm không nghĩ đến thần uy lại kinh khủng như thế tuy nhiên uy năng khổng lồ như vậy có gây họa cho đệ tử bên trong phúc địa hay không thần uy cái rắm lão phu còn chưa bắt đầu mà liệt hỏa trưởng lão cảm nhận luồng sức mạnh khổng lồ này đang dùng tốc độ cực nhanh đập xuống bọn họ phương hồ quân không khỏi ngẩn người đây không phải thần uy đây là cái gì làm sao lão phu biết được liệt hỏa trưởng lão ngưng thần nhìn biến hóa trên bầu trời uy năng như vậy có thể so với tiên đế giáng lâm nhưng gần ngàn năm qua tiên đế chưa từng ra ngoài tại sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây không bao lâu sau bên trong mây đen cuồn cuộn lóe lên ánh sáng lôi đình tiếng vang ầm ầm chấn động toàn bộ bồng lai phúc địa đến lắc lư tiếp theo một cái bóng khổng lồ từ trong lôi đình xuyên ra ngoài đập xuống quảng trường trước cung điện mau tản ra Dường như là thiên thạch vũ trụ, phương hồ quân lớn tiếng quát lớn với đệ tử Bồng Lai, còn mình thì dùng tốc độ cực nhanh né đi. Liệt Hỏa trưởng lão tất nhiên không có khả năng đứng yên tại chỗ. Ông ta đã sớm thối lui đến một nơi an toàn. Chỉ có Hỏa Cửu Linh bị trói trên đài cao, hoàn toàn không thể động đậy, không ai để ý đến sinh tử của nàng. Bành, cái bóng khổng lồ nặng nề đánh xuống quảng trường, thiếu chút nữa đánh sụp cả hòn đảo nhỏ ngay cả bích du cung cũng bị trấn thành một vùng phế tích a à, nữ nhân kia đang làm gì vậy trong khói đặc cuồn cuộn một giọng nói có vẻ không vui vang lên không đưa ta đến chỗ này một cách nhẹ nhàng nhất định phải bắn ta xuống như đạn đạo mới được chờ ta trở về ta nhất định phải đánh nàng ta một trận hỏa cửu linh ngạc nhiên phát hiện nàng không chết nhưng sau khi nghe được giọng nói kia ánh mắt của nàng hiện lên sự khó tin là ngươi là ta thế nào? Hạ thiên phủi bụi trên người, quay đầu nhìn hỏa cửu linh, tại sao ngươi lại bị người ta trói như vậy? Tiểu tiên giới chơi đùa một cách lộ liễu như vậy sao? Chơi cái gì mà chơi? Hỏa cửu linh không nói nổi, cũng bởi vì ngươi và tiểu cô nương kia, ta mới bị bọn họ cột vào nơi này, dự định dùng thiên lôi đánh ta thành kiếp cho. Hạ thiên nhếch miệng, chuyện này liên quan gì đến ta và vợ tiêm tiêm chứ? Rõ ràng là vấn đề của ngươi mà, Hỏa Cửu Linh nói: "Nếu không phải các ngươi làm loạn lễ đính hôn của ta, đánh chết Nhạc Siêu Phàm, làm sao ta bị tiên giới xem là gian tế chứ?" "Đó là vì bọn chúng ngu xuẩn, chẳng liên quan gì đến ta." "Bọn họ đích thật rất ngu xuẩn." Hỏa Cửu Linh gật đầu, lập tức nhớ đến vấn đề mấu chốt, "Ngươi có thể thả ta xuống hay không? Ta không muốn cứ thế mà chết đi." Ban đầu, Hạ Thiên cũng lười quan tâm mấy chuyện nhảm này hắn chỉ muốn tìm bồng lai vương xử lý ông ta, hấp thu năng lượng, sau đó tiếp tục lên trọng thiên bên trên. Nhưng bây giờ, hắn ngoại trừ nghịch thiên bát châm, những công pháp khác đều không thể dùng, ngay cả băng hỏa linh khí cũng giảm xuống mức thấp nhất, thật sự có chút nguy hiểm. Hắn cần tìm một người để làm công cụ. Hạ thiên nói, cứu người thì được, nhưng về sau người phải nghe lời ta. Hiện tại, hỏa cửu linh chỉ muốn thoát thân, thuận tiện tìm một lời giải thích cho phương hồ quân và liệt hỏa trưởng lão nàng lập tức gật đầu được đừng nói nghe ngươi cho dù về sau làm châu làm ngựa cho ngươi cũng không thành vấn đề ta không cần châu lẫn ngựa hạ thiên nhếch miệng ta chỉ cần một người làm công cụ cho ta mà thôi được ta làm công cụ của ngươi có thể thả ta xuống chưa hỏa cửu linh nôn nóng nhanh lên nếu chậm trễ sẽ bị bọn họ phát hiện vừa dứt lời chỉ thấy ba bóng người lướt tới. Một người trong đó chính là liệt hỏa trưởng lão. Ông ta nhìn thấy Hạ Thiên, hai mắt tỏa sáng, gần giọng nói, hỏa cửu linh, ngươi và nam nhân này quả nhiên có gian tình. Nếu không, tại sao hắn lại liều chết đến đây cứu ngươi? Phương Hồ Quân đau lòng nhức óc, nói với hỏa cửu linh, ngươi quả nhiên đã bán đứng tiên giới, chết cũng không hết tội. Đầu óc các ngươi có bệnh, ta và nữ nhân này chẳng quen biết nhau, ta cũng chẳng phải đến đây để cứu nàng ta. Hạ thiên khoát tay, thuận miệng nói ta đến tìm bồng lai vương, ông ta đang ở đâu. Phương Hồ Quân lạnh lùng nói, lúc này ngươi muốn tìm bồng lai vương để xin tha tội thì cũng muộn lắm rồi. Hơn nữa, ngươi không gặp được bồng lai vương đâu. Ai bảo ta tìm ông ta xin tha chứ? Hạ thiên lười nói nhảm, ta muốn bắt ông ta, các ngươi mau nói cho ta biết ông ta đang ở đâu. Nếu chậm trễ thời gian của ta, ta xử lý sạch hết tất cả các ngươi. Xử lý bồng lai vương, liệt hỏa trưởng lão nghe xong, không khỏi cất tiếng cười to, đúng là buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phương lão đệ, tiểu tử này làm nhục đại ca ngươi, ngươi còn có thể nhịn được hay sao? Ta sẽ giết đôi cầu nam nữ này. Phương hồ quân thật sự nổi giận, đưa tay chộp một cái. Siết chặt thanh trường kiếm quang hoa lẫm liệt chém về phía hạ thiên và hỏa cửu linh chết đi cho bổn quân. À, ngươi mau thả ta xuống." Hỏa Cửu Linh vội vàng nói, "Ta không muốn chết một cách uất ức như vậy." Hạ Thiên quay sang nhìn Hỏa Cửu Linh, "Vậy ngươi có muốn xử lý đám ngớ ngẩn này hay không?" "Ta muốn thì làm được cái gì? Nếu ta có thực lực đó, ta đã làm từ lâu." Hỏa Cửu Linh tức giận trả lời, "Chút thực lực đó, ta tùy thời có thể giúp ngươi tăng lên." Hạ Thiên khinh thường nói, Hỏa cửu linh nhìn thấy thanh trường kiếm sắp sửa bổ xuống đỉnh đầu nàng và hạ thiên, lập tức nói, ngươi mau làm đi, điều kiện gì ta cũng đồng ý với ngươi. Ngươi mau cứu ta, ai cũng cứu không được các ngươi đâu, nhất kiếm tứ đoạn, thủy sấm thiên hoa, phương hồ quân nhìn cũng chẳng muốn nhìn đôi cầu nam nữ. Cho dù hỏa cửu linh là cháu gái của ông ta, nhưng làm ô nhục thanh danh của bồng lai, chết cũng không có gì đáng tiếc cả tòa đài cao trong nháy mắt bị chém thành ngàn vạn mảnh vỡ, vẩy ra như bọt nước. Sau một cái chớp mắt, bọt nước tan hết. Tòa đài cao cũng đã bị san thành đất bằng. Dưới uy của một kiếm, hỏa cửu linh và hạ thiên tất nhiên không có chỗ trốn, đã hôi phi yên diệt. Trên gương mặt phương hồ quân hiện lên sự nhẹ nhõm, lần này hẳn đã có thể khiến liệt hỏa trưởng lão bất giật, hy vọng có thể dựa vào đó để vạn lung động thiên không còn so đo chuyện lần trước hai người này đã chết, sự việc xem như cũng đã qua. Phương Hồ Quân thu trường kiếm, quay lại nói với liệt hỏa trưởng lão, hy vọng liệt hỏa trưởng lão và nhà công tử bất giận, buông tha cho bồng lai. Liệt hỏa trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói với Phương Hồ Quân, đồ nhi ngoan của ta là hậu tuyển trưởng môn tương lai vạn lung động thiên, bây giờ sinh tử còn chưa biết, ngươi chỉ dùng tính mệnh của một tiện nữ nhân mà đã muốn xóa bỏ. Không phải ngươi đang nói đùa chứ? Bồng lai chúng ta sẽ dâng lên bồi thường thích hợp, nhất định sẽ khiến liệt hỏa trưởng lão hài lòng. Phương Hồ quân hạ tư thái xuống mức thấp nhất, ngữ khí cũng rất hèn mọn. Liệt hỏa trưởng lão không chấp nhận, lạnh giọng nói: Lão phu hài lòng thì có ích gì? Có thể khiến cho đồ đệ của ta tỉnh lại sao? Nếu đồ đệ của ta có chuyện gì bất chắc, bồng lai các ngươi có bị diệt cũng không chống đỡ được. Mồ hôi lạnh đổ ra trên người Phương Hồ quân, rốt cuộc ngài có ý kiến gì thì cứ nói chỉ cần không diệt bồng lai, chuyện khác đều dễ nói. Liệt hỏa trưởng lão đang định đưa ra điều kiện, cách đó không xa lại vang lên tiếng cười nhạo, đầu óc thúc thúc người đúng là có bệnh, trọng kiếm xuất kích với người của mình, còn người khác thì lại khúm núm. Đúng là thú vị. Ai, là ai đang nói chuyện? Phương Hồ Quân đột nhiên biến sắc, gương mặt tràn ngập vẻ giận dữ nhìn xung quanh, đứng ra đây, xem bổn quân có một kiếm chém hắn hay không đệ tử bồng lai chung quanh không khỏi nhìn nhau, không ai dám đứng ra nhận xui xẻo này. Đừng tìm nữa, ta ở đây này. Một giọng nói lười biếng truyền đến từ bên trên phế tích Bích Du Cung. Cái gì? Phương Hồ Quân theo tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai bóng người, mắt không khỏi trợn tròn, trong con người tràn ngập biểu hiện khó có thể tin, ngươi, các ngươi, không chết. Sau khi liệt hỏa trưởng lão nhìn thấy rõ hình dạng hai người, cũng đều cả kinh há hốc mồm hai người kia dĩ nhiên là Hạ Thiên và Hỏa Cửu Linh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phương Hồ Quân vẫn không cách nào tiếp nhận được hiện thực, chỉ vào Hạ Thiên và Hỏa Cửu Linh, các ngươi chính diện chúng đoạn thủy phân thần kiếm của ta, tại sao lại có thể lông tóc không thương? Hạ Thiên khinh thường nhếch miệng, đó chỉ có thể nói kiếm pháp của ngươi quá yếu. Sốt cuộc ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi đến để hủy diệt bồng lai của ta? Phương Hồ Quân hung hăng nhìn Hạ Thiên, nói cho ngươi biết ngươi đừng có nằm mơ còn ta một ngày ở đây tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào gây nguy hại cho bồng lai ta nhị thúc ngươi nói vậy mà không đỏ mặt sao gương mặt hỏa cửu linh tràn ngập vẻ trào phúng sau khi cha ta bế quan hình như ngươi vẫn luôn bán bồng lai đi bây giờ ngươi bán bồng lai cho vạn lung động thiên ta thấy ngươi mới là nội gian lớn nhất đánh giám phương hồ quân giận tím mặt một lần nữa rút trường kiếm ra trực chỉ hỏa cửu linh, nếu không phải người, tại sao chúng ta lại phải hứng lửa giận của vạn lung động thiên chứ? Vừa nãy coi như các ngươi gặp may, lần này, ta nhất định phải thanh lý môn hộ, giết chết các ngươi. Vậy thì phóng ngựa đến đây, xem ai giết ai. Hỏa cửu linh cũng đáp lại một câu độc ác, nhưng rất nhanh đã nhỏ giọng nói với Hạ Thiên, người thật sự có cách giúp chúng ta đánh thắng ông ta. Hạ Thiên hờ hững nói, ta đã châm cho ngươi hai châm, hiện tại tu vi của ngươi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn ông ta mau giải quyết cái tên ngớ ngẩn này đi ta còn phải đi tìm bồng lai vương nữa được ta tin ngươi một lần hỏa cửu linh nhẹ gật đầu biểu hiện ngưng trọng nếu ta thắng ông ta ta sẽ nhận ngươi làm sư phụ học thành tài ngươi muốn làm gì ta thì làm hạ thiên bất mãn nói bớt chiếm tiện nghi của ta đi ngươi còn chưa có tư cách làm đồ đệ của ta nếu không phải hiện tại ta đang cần một người làm công cụ, ta lười quan tâm đến sống chết của ngươi. Ngươi đúng là không biết phong tình gì cả. Hỏa cửu linh cao mày, nhịn không được đáp trả hạ thiên một câu. Lúc này, trường kiếm của phương hồ quân đã chém tới trước mắt, nàng cũng không rảnh suy nghĩ quá nhiều, toàn tâm toàn ý ứng đối kiếm của nhị thúc. Nhất kiếm bát đoạn, thủy bộc thiên lưu. Phương hồ quân quát lớn một tiếng, hàn quang giống như một thác nước từ trên chín tầng trời đánh xuống hỏa cửu linh kết linh hỏa thuẫn hỏa cửu linh vận linh khí quanh thân ngưng kết thành một tấm chắn hỏa diễm trước người chính diện chống đỡ thác nước kiếm khí kiếm khí mênh mông nhào tới trong khoảnh khắc đã đâm vào tấm chắn hỏa diễm phương hồ quân không khỏi cười gằn ông ta biết rất rõ cháu gái của mình thực lực chẳng qua trên dưới kim đan kỳ mà thôi còn ông ta đã sớm là nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực sai biệt gần như có thể nói là nghiền ép nếu hỏa cửu linh lựa chọn dùng thân pháp cao siêu du đấu với ông ta nói không chừng còn phải phí chút thời gian đáng tiếc nàng lại vụng về như chó ngạnh kháng chính diện với ông ta đơn giản chính là tự tìm đường chết linh nhi đừng trách nhị thúc tâm ngoan đây là do ngươi tự tìm trong lòng phương hồ quân nhận định thắng bại đã phân có lòng tốt khuyên nhủ thật ra ngươi yên tâm mà chết cũng không có gì là không tốt còn có thể đổi lấy chút cơ hội để thở cho bồng lai đáng tiếc người cấu kết người ngoài nhị thúc không thể không ra tay độc ác hỏa cửu linh hư lạnh tức giận phản bác nhị thúc người đừng giả bộ nữa người chỉ muốn mượn thế vạn lung động thiên trước khi cha ta xuất quan ngồi vững vị trí trưởng môn mà thôi bất luận gả ta đi hay là giết ta chẳng qua chỉ là muốn dọn sạch chướng ngại mà thôi quả nhiên minh ngoan bất linh vậy thì ngươi đi chết đi sát cơ đột nhiên nổi lên trong mắt phương hồ quân kiếm trong tay một lần nữa ép xuống kiếm khí gia tăng mấy lần hiển nhiên muốn giết chết hỏa cửu linh ngay tại chỗ hạ thiên ở bên cạnh nhìn thấy khó chịu nói này đừng lãng phí thời gian nữa mau giải quyết cái tên ngớ ngẩn này đi không là ta đi tìm công cụ khác đấy gấp cái gì hỏa cửu linh giật mình ngoài miệng thì bất mãn nói nhưng động tác đích thật tăng lên không ít lên linh thuẫn phản xạ Phương Hồ Quân vừa định chế giễu một phen, kết quả tiếng cười còn chưa vang lên, trong lòng đã dâng lên một luồng hàn khí vô danh. Không đợi ông ta kịp phản ứng, kiếm khí mênh mông bỗng dừng phản kích trở lại, trực tiếp bao phủ cả người ông ta. A! À, kiếm khí cuồn cuộn, Phương Hồ Quân chỉ có thể phát ra tiếng hét thảm, sau đó không còn thở nữa. Đợi đến khi kiếm khí tiêu tán, lộ ra ngoài là một thi thể bị tàn phá không chịu nổi. Hỏa cửu linh khó tin nhìn hai tay của mình, linh hỏa thuẫn của ta lợi hại như vậy sao? Bớt nói xạo đi, linh hỏa thuẫn của ngươi tuyệt không lợi hại. Hạ thiên lười biếng trả lời là ta dùng châm pháp tạm thời để cao tu vi của ngươi mà thôi. Lúc này, hỏa cửu linh cũng đã lấy lại tinh thần, nói với hạ thiên, rốt cuộc châm pháp của ngươi là gì mà lại thần kỳ như thế? Châm pháp gì cũng không liên quan đến ngươi. Hạ thiên ghét bỏ nói, ngươi chỉ là công cụ của ta. Công cụ thì công cụ, hỏa cửu linh vui lòng phục tùng hạ thiên, còn có chút cung kính, vậy ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Gọi ngươi là sư phụ à? Hạ thiên khó chịu nói, đừng nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của ta. Ta chỉ có một đồ đệ, chính là thanh thanh nhà đầu, ngươi còn chưa xứng. Dù sao cũng phải có một xưng hô chứ, ngươi còn cứu mạng ta đến mấy lần. Hỏa cửu linh nghiêm túc suy nghĩ, thử thăm dò, gọi ngươi là ân công hoặc là người thần bí. Khó nghe muốn chết, Hạ Thiên thuận miệng giới thiệu mình, ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Chẳng những võ công thiên hạ đệ nhất, y thuật cũng tương tự như vậy. Người có thể gọi ta là Hạ Thần Y. Hạ Thần Y, gọi nghe xa lạ quá. Hỏa cửu linh lắc đầu, có chút không vừa ý, chúng ta tính thế nào cũng là sinh tử chi giao. Nếu không xứng gọi ngươi là sư phụ, vậy thì gọi ngươi là trưởng môn đi, về sau ngươi chính là trưởng môn của bồng lai phúc địa hạ thiên lườm hỏa cửu linh một cái cha của ngươi còn chưa chết mà không sao không phải ngươi đang muốn đánh bại ông ấy sao hỏa cửu linh không hề do dự nếu ngươi đánh bại ông ấy ngươi chính là trưởng môn thiên mệnh bồng lai phúc địa chẳng hứng hạ thiên nhếch miệng đừng nói nhảm nữa dẫn ta đi gặp bồng lai vương hỏa cửu linh trực tiếp quỳ xuống tuân mệnh trưởng môn hạ thiên lười so đo ở phương diện này đi theo hỏa cửu linh tốt 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 hai người các ngươi quả nhiên có vấn đề liệt hỏa trưởng lão chậm rãi bước vào đống phía tích ánh mắt vô cùng âm trầm lại còn giết chết phương hồ quân xem ra ta đã đánh giá thấp các ngươi hỏa cửu linh quay lại nhìn hạ thiên trưởng môn người này nên xử lý như thế nào cái này còn phải hỏi sao hạ thiên nhếch miệng lúc này hắn đột nhiên nhớ đến Bạch Tiêm Tiêm, còn có Triệu Thanh Thanh. Bọn họ rất nghe lời, hơn nữa còn không khiến hắn tốn nhiều tinh lực. Được, vậy thì giết, lá gan hỏa cửu linh trong nháy mắt lớn lên, vận linh hỏa thuẫn nhào về phía liệt hỏa trưởng lão. Dám đùa với lửa trước mặt lão phu, người đúng là can đảm. Liệt hỏa trưởng lão khịt mũi coi thường hỏa cửu linh, đại bào vung lên, hỏa lưu cồn cuộn phun ra ngoài, trực tiếp phủ kín hỏa cửu linh hỏa cửu linh vận linh hỏa thuẫn hóa thành một vòng lửa, thu, linh thuẫn hỏa huyên. Một lát sau, hỏa lưu cuồn cuộn đã bị vòng lửa hút sạch. Làm càn, người cũng dám hút linh hỏa của lão phu, liệt hỏa trưởng lão giận tái mặt, nhấc trưởng chụp vào vai hỏa cửu linh. Hỏa cửu linh gan lớn không ít, không tránh né, chịu một trưởng đánh chúng, cả người bay ra ngoài, lập tức miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Trưởng môn, chuyện gì xảy ra thế? hỏa cửu linh kinh ngạc nhìn hạ thiên. Người đúng là ngu xuẩn, còn ngu xuẩn hơn thanh thanh nha đầu gấp 10 lần, không, gấp trăm lần. Hạ thiên nhìn hỏa cửu linh giống như nhìn một kẻ ngốc. Nữ nhân này ngộ tính quá kém, hắn không khỏi có suy nghĩ muốn đổi một công cụ khác, chỉ là hiện tại không có nhân tuyển nào thích hợp, chỉ có thể lấy ra ngân châm, cách không châm cho hỏa cửu linh mộ châm, rót linh khí cho nàng. Hừ, các ngươi chẳng có trò nào để chơi đâu. Liệt hỏa trưởng lão nâng song trưởng, hỏa diễm cường thịnh quấn quanh cơ thể của ông ta, liệt hỏa buôn lôi. Các ngươi đi chết hết cho lão phu đi. Trong lúc liệt hỏa trưởng lão đang đắc ý, sau lưng lại vang lên giọng nói thở ơ đặc biệt của Hạ Thiên, uy lực rất lớn, đáng tiếc ánh mắt không tốt. Sao? Liệt hỏa trưởng lão kinh ngạc không thôi, nhưng động tác trên tay cũng không chậm chế, vặn người đánh ra song trưởng. Vô dụng, người đã trúng ngân châm của ta, hạ thiên lắc đầu có chút khinh bỉ tốc độ chậm như vậy cũng đừng trách sao mình mất mặt quả nhiên lúc này liệt hỏa trưởng lão mới cảm giác cổ mình lành lạnh ngay sau đó toàn thân cứng đờ trong nháy mắt không thể động đậy hạ thiên nhếch miệng này công cụ ra làm việc đi tới đây đừng hối hỏa cửu linh lách mình xuất hiện nàng hỏi hạ thiên trưởng môn trực tiếp xử lý ông ta hay là lưu cái mạng chó của ông ta lại các ngươi dám, liệt hỏa trưởng lão không biết sợ, ngược lại còn nổi giận, quát lớn với hai người, lão phu là trưởng lão vạn lung động thiên, động vào lão phu, không chỉ các ngươi chết, toàn bộ bồng lai phúc địa cũng phải chôn cùng lão phu. Hạ thiên chẳng hề lo lắng, bồng lai phúc địa có bồi táng hay không, liên quan gì đến ta, ta cũng không phải người ở đây. Đã hiểu, ý của trưởng môn là xử lý ông ta. Hỏa cửu linh vận chuyển linh hỏa thuẫn, hóa thành một luồng hồ quang phóng về phía cổ liệt hỏa trưởng lão liệt hỏa trưởng lão không khỏi mở to mắt không tin được hai người này lại dám giết ông ta ông ta há miệng định nói cái gì đó đáng tiếc đã muộn con ngươi lạnh lại ngã xuống đất liệt hỏa trưởng lão vừa chết rất nhiều đệ tử bồng lai đều hoảng sợ không biết phải làm như thế nào đệ tử liệt hỏa trưởng lão mang đến từ vạn lung động thiên lại la lên các ngươi dám giết liệt hỏa trưởng lão các người quả thật đang khiêu khích vạn lung động thiên người đứng thất thần ra đó làm gì tiến lên giết chết hai đứa bọn chúng cho ta không ra tay các người không sợ lửa giận vạn lung động thiên ta sao chờ ta báo cáo lại vạn lung động thiên các người một người cũng chạy không thoát hai người kia nhảy dựng lên không ngừng giật dây đệ tử bồng lai đang vây xem ra tay với hạ thiên và hỏa cửu linh mặc dù lời nói của bọn họ vô cùng khó nghe nhưng lại rất có lý. Nếu đệ tử Bồng Lai không làm cái gì, tuyệt đối sẽ bị Vạn Lung động thiên truy cứu trách nhiệm có liên quan. Đến lúc đó, bọn họ không một kẻ nào có thể sống sót được. Chính vì có tâm lý này, có không ít đệ tử Bồng Lai quyết định ra tay, bao vây Hạ Thiên và Hỏa Cửu Linh lại. Đầu các ngươi chứa toàn phân sao?" Hỏa Cửu Linh nổi giận, miệng mắng to, "Các ngươi là đệ tử Bồng Lai!" dựa vào cái gì mà nghe theo hai con chó con vạn lung sủa loạn ở đây phương hồ quân và liệt hỏa trưởng lão đều chết trong tay của ta các ngươi liên thủ lại có thể làm gì được ta nàng vừa nói xong đám đệ tử bồng lai vừa mới chạy lên đã phải ngừng lại bước chân dù sao hỏa cửu linh cũng là bồng lai cửu công chúa đám đệ tử bồng lai gặp phải khốn cảnh nhịn không được liền hỏi cửu công chúa vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ hỏa cửu linh lạnh lùng nói, rất đơn giản, trước làm thịt hai con chó vạn lung động thiên. Có đệ tử khó xử nói, cái này, nếu chúng ta bị vạn lung động thiên trả thù thì làm sao bây giờ? Các ngươi đúng là buồn cười, các ngươi đang tự lừa mình dối người à? Gương mặt hỏa cửu linh lộ ra vẻ khinh bỉ, lên tiếng khiển trách, đến bây giờ rồi mà các ngươi còn không nhìn ra được lòng lang giả thú của vạn lung động thiên sao? Các ngươi thật sự buông tha bọn họ, Vạn Lung động thiên sẽ bỏ qua cho các ngươi. Nếu không phải cửu công chúa ngươi, sự việc cũng không nháo đến tình trạng như bây giờ. Có người không nhịn được phản bác. Buồn cười, Hỏa Cửu Linh lạnh lùng nhìn đệ tử vừa mới nói chuyện, nếu ngươi còn ôm suy nghĩ này, chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức không có thuốc chữa. Vạn Lung động thiên muốn làm gì, các ngươi còn nhìn không ra. Ban đầu, Bồng Lai Phúc Địa là Tam Trọng Thiên Tiên giới bây giờ thế nào, biến thành nhất trọng thiên, còn bị vạn lung động thiên áp bách đến mức không thở nổi. Tất cả cũng chỉ vì ta sao. Đám đệ tử bồng lai phúc địa lập tức cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Là các ngươi, tất cả đều không muốn phát triển. Hỏa cửu linh tích tụ oán khí cả một thời gian dài, bây giờ tất cả đều phóng ra, nếu tu vi các ngươi có tiến bộ, cần ta đi làm lô đỉnh cho nhạc siêu phàm để đổi lấy bình an à là đám rác rưởi các ngươi khiến Bồng Lai Phúc Địa từng bước một suy sụp cho đến tình trạng hôm nay. Đến bây giờ, các ngươi còn muốn làm chó? Cho dù làm chó, các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể bình an không có việc gì? Buồn cười, muốn làm chó, các ngươi tự làm đi, Hỏa Cửu Linh ta chết cũng không làm. Lời nói của Hỏa Cửu Linh rất có lực sát thương, ít nhất đệ tử Bồng Lai Phúc Địa đều cảm thấy xấu hổ. Hạ Thiên đứng bên cạnh nhìn Hỏa Cửu Linh công cụ này cũng không phải quá tệ, vẫn còn có chỗ dùng được. Hai gã đệ tử vạn lung động thiên vẫn không nhìn thấu được tình thế, vẫn phách lối quát lớn với đệ tử bồng lai phúc địa, bớt nghe nàng ta nói hưu nói vượn đi. Các ngươi mau ra tay, nếu còn chậm trễ, ta chém đầu chó của các ngươi. Làm trọng thương thiếu trưởng môn, tự tiện giết liệt hỏa trưởng lão, những thứ này đều là trọng tội. Chuyện hôm nay, ta nhất định báo cáo về tông môn, Cả đám các ngươi đừng hòng chạy thoát. Lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên cho ta, không lên, các ngươi sẽ chết. Trong lúc đệ tử Vạn Lung động thiên tiện tay chém bị thương hai đệ tử Bồng Lai Phúc Địa, các đệ tử Bồng Lai Phúc Địa rốt cuộc bạo phát. Cửu công chúa nói đúng, dựa vào cái gì mà Vạn Lung động thiên đặt trên đầu chúng ta? Lão tử Đường Đường là đệ tử chân chính của Bồng Lai Phúc Địa, tuyệt đối không làm chó giết hai con chó vạn lung động thiên, đừng để bọn chúng chạy trốn. Lúc này, hai đệ tử vạn lung động thiên mới giật mình, cảm thấy không ổn, ngoài mạnh trong yếu quát lớn, ngươi, các ngươi không được làm loạn. Chúng ta là người của vạn lung động thiên, giết chúng ta, coi chừng bồng lai phúc địa các ngươi sẽ bị diệt môn. Lời còn chưa nói xong, hai người bọn họ đã bị đệ tử bồng lai phúc địa đang phẫn nộ chém thành thịt nát. Một lát sau, đám đệ tử bồng lai phúc địa xoay người lại, quỳ xuống trước hỏa cửu linh, bây giờ đại trưởng môn bế quan chưa ra, phó trưởng môn cũng đã chết, cung thỉnh cửu công chúa đảm nhiệm trước trưởng môn, chấp trưởng đại cục. Các người bái nhầm người rồi, hỏa cửu linh cũng không nhận lễ, đưa tay chỉ hạ thiên, hắn mới là trưởng môn bồng lai tân nhiệm. Đệ tử bồng lai phúc địa không khỏi do dự, có người không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, nếu người ngoài muốn làm trưởng môn bồng lai phúc địa, nhất định phải đánh bại bồng lai vương. Ta thấy cửu công chúa nên chấp trưởng bồng lai, như vậy hợp với quy củ hơn. Hỏa cửu linh đích thật rất muốn làm trưởng môn, nhưng nàng tự biết mình không có thực lực này. Bây giờ nàng chỉ kéo tấm ra hổ của Hạ Thiên, tiện cho nàng cáo mượn oai hùng. Thật ra, hiện tại Hạ Thiên cũng không có thực lực. Tu Vi, còn có nhiều công pháp của hắn đã không thể dùng, chỉ có thể sử dụng nghịch thiên bát châm, nhưng ứng phó với đám A Miêu A Cẩu trước mắt vẫn dư xài. Ta chẳng hứng thú với chức trưởng môn gì cả. Hạ Thiên không để ý khoát tay, nói với Hỏa Cửu Linh, người mau dẫn ta đi tìm Bồng Lai Vương, ta cũng chẳng có thời gian ở đây lãng phí mấy chuyện nhàm chán này. Được, để ta dẫn người đi. Hỏa Cửu Linh do dự hai ba giây, sau đó gật đầu, nơi cha ta bế quan nằm dưới đáy minh hải phía dưới cùng Bồng Lai Tiên Đảo hạ thiên cúi đầu nhìn biển cả vô ngần bên dưới nhếch miệng nói bồng lai vương là cá hay là rùa không có việc gì lại ở đáy nước làm gì hỏa cửu linh đáp cha ta tu chính là công pháp thủy hệ bế sinh tử quan tất nhiên phải đến những nơi thủy mạch cực thịnh vậy tại sao ngươi họ hỏa còn tu được linh hỏa thuẫn hạ thiên mỉm cười hỏi chẳng lẽ ngươi không phải con ruột họ gì và tu công pháp hệ nào thì có liên quan gì đến nhau hỏa cửu linh nhìn hạ thiên nghi ngờ hắn đang cố ý giễu cợt nàng ta là hỏa mệnh trời sinh cưỡng ép tu luyện công pháp thủy hệ cũng không có tác dụng gì cho nên khi ta còn bé ta đã đến ly hỏa tiên phái tứ trọng thiên tu hành một khoảng thời gian hạ thiên hờ hững nói ta chẳng có hứng thú với chuyện của ngươi bây giờ xuống dưới đáy minh hải thôi cứ như vậy mà đi sao hỏa cửu linh ngẩn người bên trong minh hải có linh áp rất mạnh Nước sẽ nuốt chửng cơ thể của chúng ta. Nếu không chuẩn bị trước, chúng ta sẽ không chống đỡ được mấy phút trong nước đâu." Hạ Thiên khinh thường nói, loại nước đó chẳng có tác dụng đối với ta. "Trưởng môn, nhưng nước lại có tác dụng đối với ta." Hỏa Cửu Linh hơi kinh ngạc, vẫn lo lắng nói, "Hơn nữa, ngươi phải chiến đấu với cha ta dưới đáy biển, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ấy đâu." "Không phải ta đánh với cha của ngươi." mà là ngươi đánh với cha của ngươi." Hạ Thiên chỉ vào Hỏa Cửu Linh, "Nếu không, ta cần công cụ để làm gì chứ?" "Ta đánh." Hỏa Cửu Linh ngạc nhiên chỉ vào mình, sau đó lắc đầu, "Không có cách nào đánh cả. Ta không thể ra tay với cha ta, hơn nữa cũng không đánh lại ông." Khi cha ta bế quan, ông ấy đã có tu vi phân thần kỳ. Ta chỉ là kim đan kỳ, đoán chừng ngay cả một hiệp cũng không chịu đựng được hạ thiên thản nhiên nói ta nói người được là người được không có ai quy định cảnh giới cao thì nhất định sẽ thắng nếu không đám tu tiên giả kia cần chi phải đánh nhau gặp nhau cứ trực tiếp báo ra tu vi của mình không phải được rồi hà người nói rất có lý nhưng ta luôn cảm thấy ngươi đang lừa ta hỏa cửu linh nửa tin nửa ngờ nhìn hạ thiên tin hay không thì tùy hạ thiên lười giải thích không đánh thì biến sang một bên ta đi tìm công cụ khác hỏa cửu linh hiếu kỳ hỏi vì sao ngươi không tự mình ra tay loại tiểu nhân vật như bồng lai vương còn chưa xứng để ta ra tay hạ thiên đương nhiên không nói ra nguyên nhân thật sự chỉ ứng phó một câu không ngờ đúng lúc này minh hải bên dưới bồng lai tiên đảo đột nhiên dâng lên kinh đào hải lãng tiếp theo một bóng người to lớn đằng không bay lên bay đến giữa không trung ai nói bổn vương là tiểu nhân vật nhân ảnh kia đứng giữa không trung ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Một luồng áp lực vô hình chấn nhiếp tất cả mọi người. Đệ tử bồng lai phúc địa ngây ra một lát, rất nhanh đã nhận ra người này. Là đại trưởng môn, bồng lai vương xuất quan rồi. Hỏa cửu linh nhìn đến ngẩn người, lập tức kêu lên, cha, là cha thật sao? Bồng lai vương gật đầu với hỏa cửu linh, sau đó trừng mắt nhìn hạ thiên, chính là tiểu tử ngươi mắng bổn vương là tiểu nhân vật sao? Ta chỉ nói thật mà thôi, không tính là mắng. Mặc dù Hạ Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có biểu hiện quá lớn, vẫn thờ ơ như cũ. Nếu là vậy, vậy ngươi đi chết đi. Bồng Lai Vương cũng không nhiều lời, nâng bàn tay trái đánh về phía Hạ Thiên. Một trường này nhìn rất nhẹ nhàng, không hề gắng sức, nhưng lại ẩn chứa uy áp của Bồng Lai Tiên Đảo và Minh Hải. Chỉ cần sơ sẩy, Hạ Thiên sẽ bị nghiền thành cặn bã. Hiện tại, tu vi của Hạ Thiên đang bị hạn chế, ngoại trừ nghịch thiên bát châm, công pháp khác không thể dùng, thật không thể nào đối cứng với một trưởng của bồng lai vương. Nhưng hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, mặc cho trưởng phong cuồn cuộn đánh về phía hắn. Bành! Một bóng người vọt đến trước mặt Hạ Thiên, chống đỡ một trưởng như hải khiếu, kinh phong nổ tung khiến đệ tử bồng lai phúc địa đang vây xem bị thổi đến đứng không vững. Linh Nhi, người đang làm gì thế? Bồng lai vương nhìn thấy người đỡ một trưởng của ông xong, không khỏi giận dữ, không phải ngươi muốn tạo phản chứ. Hỏa cửu linh cũng vô cùng bất ngờ. Bất ngờ không phải vì cơ thể chịu sự khống chế của người khác mà bất ngờ vì nàng có thể chống đỡ được một trường này. Cha, con không có ý nghĩa tạo phản, nhưng cha không thể giết hắn được. Hỏa cửu linh bình ổn lại tâm trạng, trịnh trọng đáp lại. Bồng lai vương chừng mắt nhìn hỏa cửu linh, lạnh giọng nói, làm càn người này đại náo bồng lai phúc địa, tương lai có thể họa loạn tiên giới. Nếu không sớm ngày trừ khử, về sau sẽ gây ra hoạn lớn. Người mau chóng tránh ra. Xin lỗi, thứ cho con không thể tránh. Hỏa cửu linh vẫn liền định lắc đầu như cũ, con không cho rằng hắn đã làm sai chuyện gì, huống chi hắn đã từng cứu mạng con hai lần. Lửa giận trong lòng bồng lai vương càng lúc càng lớn nhưng ông ta vẫn cố nén, người này chẳng những giết nhị thúc của ngươi, còn giết người vạn lung động thiên hắn ta gây ra những chuyện ác như vậy nếu không bị trừ khử người dùng cái gì để trọng trần uy danh bồng lai phúc địa ta cha thì ra cha đã biết những chuyện này hỏa cửu linh kinh ngạc hỏi bồng lai vương nói bổn vương chỉ bế quan chứ không phải chết toàn bộ bồng lai phúc địa đều được thần trí của ta bao phủ làm sao ta không biết thế cha có biết nhị thúc gả con cho nhạc siêu phàm hay không có biết nhị thúc bán bảo khố bồng lai cho liệt hỏa trưởng lão hay không? Hỏa cửu linh không thể tin nổi, chậm rãi hỏi. Ta đương nhiên biết, thái độ bồng lai vương vẫn lãnh đạm, không kiên nhẫn nói ta đã giao cho nhị thúc của ngươi xử lý mấy việc nhỏ này. Ý của hắn ta chính là ý của ta. Hỏa cửu linh run lên trong lòng, khó khăn hỏi tiếp, bọn họ muốn dùng thần phạt đánh con thành kiếp hôi, cha cũng biết. Ngươi tự tiện hạ giới, tham luyến trần tục, tư cấu với phàm nhân, quả thật là sự sỉ nhục đối với bồng lai phúc địa bồng lai vương không che giấu sự khinh thường và phẫn nộ của mình mắng hỏa cửu linh nếu không phải nhạc công tử vẫn còn tồn tại mấy phần tàn luyến đối với ngươi bổn vương đã sớm sai người áp ngươi lên hình đài đáng tiếc ngươi lại không biết chân quý cơ hội cấu kết với người ngoài gây họa cho bồng lai phúc địa còn hại chết nhị đệ tội của ngươi đáng chết vạn lần cha cha nói đều không phải là sự thật đúng không hỏa cửu linh giống như bị sét đánh. Nàng vạn lần không nghĩ đến phụ thân của nàng lại đối đãi với nàng như vậy, nhất thời tín niệm trong lòng sụp đổ. Im ngay, ta không có đứa con gái như ngươi. Bồng lai vương vận song trưởng, linh khí từ bốn phương tám hướng tràn đến, hội tụ vào lòng bàn tay ông ta. Nếu ngươi đã có chủ tâm muốn chết, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi, chết chung đi. Đối với loại hội thoại cha từ nữ hiếu như thế này, Hạ Thiên đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, hờ hững nói với Hỏa Cửu Linh, ngươi nhanh chóng tránh ra, ta còn phải xử lý cái tên ngớ ngẩn này để đi cứu cửu nha đầu nữa. Không, Hỏa Cửu Linh giật mình tỉnh lại, nghiến chặt răng, ta muốn đánh bại ông ấy, cầu ngươi giúp ta một lần. Hạ Thiên nói, nhưng ông ta là cha của ngươi. Vậy thì thế nào? Con ngươi Hỏa Cửu Linh lạnh lại, chậm rãi đứng thẳng người, nếu ông ta bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa bồng lai phúc địa trong tay loại người như thế làm sao có thể phục hưng tương lai làm sao có khả năng gì chứ hơn nữa ta đã nói ngươi mới là trưởng môn thiên mệnh của bồng lai phúc địa ông ta không xứng ngươi muốn đánh bại ông ta ta có thể giúp ngươi hạ thiên nhếch miệng giọng điệu thản nhiên hiển nhiên hắn cảm thấy chẳng có việc gì khó cả chỉ nhấn mạnh một lần nữa tuy nhiên ta chẳng có hứng thú với chức trưởng môn ta cũng không đồng ý làm trưởng môn bồng lai phúc địa gì cả. Hừ, sóng sạc quá nhỉ, đúng là buồn cười. Bồng lai vương nghe hai người nói chuyện, chẳng qua chỉ cảm thấy giống như đang nghe một câu chuyện cười, bồng lai trưởng môn há có thể để hai người quyết định. Hạ thiên vận châm ngoại châm, trực tiếp điểm tỉnh linh chiều được bồng lai vương triệu hoán đến, sử dụng phân nửa trong đó rót vào kim, sau đó truyền vào cơ thể hỏa cửu linh. Đúng lúc này, song trưởng bồng lai vương đã oanh đến. Hỏa cửu linh không đợi linh khí bên trong cơ thể được tiêu hóa, đồng thời vận song trưởng ninh đón. Bành! Bốn trưởng va chạm, trưởng lực minh mông, linh khí vỡ vụn trộn lẫn cùng một chỗ, hào quang vô tận thắp sáng toàn bộ bồng lai phúc địa, giống như mặt trời hàng lâm. Không thể nào, bồng lai vương chấn kinh, con gái của ông ta có tu vi gì, ông ta là người rõ ràng nhất nàng tuyệt đối không thể đỡ được một trường này của ông, nhưng sự thật lại cho ông ta một cái tát vang dội. Hỏa cửu linh chẳng những tiếp được một trường này của ông ta, thậm chí còn mượn cơ hội dung hội linh khí, tu vi cả người tăng vọt, đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong, còn vượt phân thần kỳ một bước xa. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 147